dắt chiếc xe đạp Martin sườn cong ra ngoài. Tôi chào ba, rồi lại ung um dung vừa đạp xe, vừa hít thở cái không khí trong lành của Đà Lạt. Sau khi ly hôn với Nam, ba tháng sau, ba tôi cũng được thả tại ngoại. Sau khi ông ra tù, tôi và ông cùng nhau lên Đà Lạt sinh sống. Mua một căn nhà nhỏ ở gần trung tâm thành phố, mở được một cửa hàng hoa tươi bé bé ở gần chợ. Cuộc sống hiện tại ở Đà Lạt rất tốt. Ba năm qua, mặc dù có khổ cực, có khó khăn. Thì bây giờ xem như cũng đã ổn rồi. Tôi tôi đã tự vượt qua được tất cả. Hôm nay là một ngày đẹp trời, khách đến mua hoa cũng tương đối ổn định. Đến giữa trưa, tôi vừa ăn trưa vừa xem phim trên mạng. Đang mải mê xem phim thì nghe được giọng trong trẻo quen thuộc của ai đó vang lên. "Muối, mày coi cái gì mà cặm cụi vậy?" Tôi ngước mắt lên nhìn, miệng không nhịn được mà toe toét cười thật tươi. "Là Vi con bạn thân của tôi ghé thăm. Thấy nó, tôi mừng như ai cho vàng. Buông muỗng cơm xuống bàn, tôi cười hề hề, hỏi nó. Ừ, um, lại đi du lịch rồi ghé thăm tao à? Con Vi ngồi xuống ghế, nó cười tươi rồi nói. Không nhá tao đến tìm mày có chuyện đấy. Tôi lấy cho nó một cốc nước cam, cười tùm tỉm. Có chuyện gì mà không nói qua điện thoại được, mà phải mò tận lên đây. Mày rảnh đến thế à con kia? Thì tao sẵn tiện ghé thăm mày không được à Đấy Tao biết ngay là mày sẵn đường À quên Con trai của tao đâu Còn vì hớp một hơi nước cam Nó xuề xòa Quệ quá Nên tao để ba nó giữ rồi Nghe nó nói thế Tôi lườm nguyết nó mấy phát Thăm tao mà không đem con trai tao theo Thì thăm tao cái gì Ơ ờ, cái con này Thấy nó trợn mắt lên với tôi Tôi mới cười giả lả hỏi Thôi 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 không đùa nữa Mày lên tận đây là có chuyện gì con Vi nhìn tôi, nó rút trong túi sách ra một thiệp mời màu vàng hoàng kim, cười toe toét. Sinh nhật 2 tuổi của khoai tây, tao hân hạnh mời mày đến dự. Khi nào? ở Sài Gòn hả? Con Vi làm ra vẻ dĩ nhiên. Chưa mày nghĩ làm ở đâu? Còn một tuần nữa là đến, mày không đi ý, thì đừng chị em gì nữa nhá. Lúc khoai tây một tuổi cũng không thấy mày đâu, nay con tao hai tuổi, mày mà không đi ý, thì cứ xác định đi. Tôi chớp mắt vài cái Có hơi do dự Cái này tao sợ Còn vì đứng bật dậy Giọng nó nghiêm túc hẳn Stop! Khỏi lý do lý chấu Tao không muốn nghe Mày trước kia mạnh mẽ như thế Bây giờ lên đây sống Thì thành con rùa rụt cổ à Tôi chống chế Rùa cái gì? Tao vẫn vậy mà Còn vì cười khinh tôi ra mặt hm. Thôi! Trước mặt tao không cần phải chống chế Tao dư hiểu mày đang nghĩ gì Ngày trước quyết định ly hôn rồi bây giờ lại rụt cổ hả? À? Hay là mày định cả đời này không đặt chân về lại Sài Gòn? Sống hơi lỗi đi nhá. Tôi hơi run run trong lòng. Tại vì... Tại vì... Tao không có chuyện gì cần về Sài Gòn thôi. Chứ... Tao thì sợ gì ai? Còn vì chúng ý cười phá lên. Bây giờ có chuyện cần đây. Về nhà dọn quần áo đi là vừa. Trốn cái gì trốn mãi? Không quên được ông Nam và vẫn cao thượng đến thế là cùng Điên à Ta quên anh ấy rồi Ừ quên được lúc ngủ ấy Mà có khi ngủ cũng mơ thấy ông ấy không chừng ấy Tôi bị nói trúng tim đen Liền sửng cổ lên quá to Nói nhảm nhí là hay Yên tâm đi Hôm đó tao sẽ có mặt đúng giờ nhớ, Ok Mẹ nuôi con trai tao thì phải thế chứ Thôi tao về đây Bữa đó gặp nói chuyện nhiều hơn Tao phải về trông con Cha con nó không hợp nhau Chồng tao lại xách thằng nhỏ đi tắm nắng nữa thì khổ Thôi tao đi nhá, có gì alo Nói rồi con Vi vội vã đi ra xe Nhìn bộ dạng gấp gáp của nó mà tôi buồn cười Chồng con Vi rất thương nó Tôi thực sự cảm thấy vô cùng yên tâm Đợi con Vi đi rồi Tôi lại trầm ngâm ngồi nhìn cái thiệp mời trên tay Tôi hiểu bạn tôi quá Nên cũng hiểu dụng ý của nó Khi phải lặn lội lên tận đây tìm tôi Đã ba năm rồi Đã ba năm rồi tôi không gấp, nhưng có vẻ nam anh ấy gấp. Thở dài vài hơi, cũng ba năm rồi, muốn trốn thêm cũng không được. Thôi thì về lại Sài Gòn một chuyến, xem ở nơi đó có người nào cần tôi hay không. Một tuần sau, tại Sài Gòn hoa lệ, ngồi trên xe, tôi không hiểu sao con Vi lại không để cho tôi ở tại nhà nó, mà lại đặt cho tôi một phòng khách sạn siêu đắt tiền. Tôi biết là chồng nó rất giàu, nhưng cũng không cần phải phung phí vì tôi như vậy. Công nhận, người giàu thì làm gì cũng ngầu. Cỡ như tôi mà muốn ở khách sạn này, chắc một ngày phải nhịn ăn đến một tháng cơ, may ra mới đủ tiền. Xe dừng trước biệt thự của Vi, tôi vừa bước xuống xe đã có phục vụ đến nhận thiệp mời rồi dẫn đường cho tôi vào bên trong. Đi vào trong sảnh lớn, tôi có chút giật mình trước độ sang trọng ở nơi đây. Trời ơi, giàu khiếp thật thấy tôi chồng vi lịch lãm đến tiếp chuyện muối em đến rồi à đợi vi một chút nhé cô ấy đang bận ở kia với khoai tây tôi gật đầu cảm nhận trước mắt là chồng con vi vẫn siêu đẹp trai như ngày nào mà cái con dở này chồng tốt thế mà suốt ngày cứ dọa bỏ người ta đúng là con dở người à dạ dạ anh cứ để nó tiếp khách đi em vào kia ngồi trước còn gặp nhau lâu mà vậy cũng được để anh bảo phục vụ đưa em đến chỗ ngồi tốt. Em có thể ăn chút bánh ngọt. Lát nữa Vi bồng khoai tây đến chơi với em. Vâng, em cảm ơn anh. Tôi đi theo sự hướng dẫn của phục vụ đến cuối sảnh, rồi tìm một góc hơi vắng người ngồi xuống. Con Vi cũng thấy tôi rồi, nhưng bây giờ nó đang bị một đám oanh oanh yến yến vây lấy, tạm thời chưa đến gặp tôi được. Tôi tự mình đi đến lấy vài quả dâu béo mọng nước cùng vài cái bánh macaron xinh xinh cho vào đĩa. Nói gì thì nói, bụng tôi đang réo lên vì đói đây này. Tôi vừa ăn, vừa đảo mắt nhìn một vòng thật lớn. Khách hứa, vô cùng sang trọng, quý phái. Chắc toàn là những người có chức có quyền, ông to bà lớn. Nhưng mà... sao vẫn không thấy nhỉ? Tôi ngồi dưới đây từ lúc tiệc bắt đầu, cho đến lúc tiệc gần tan. Trong lòng có chút thấp thỏm lo lắng, nhưng vẫn tuyệt nhiên không thấy một bóng dáng ai mà tôi quan tâm xuất hiện gần cuối buổi tiệc, con vi bồng khoai tây đi đến chỗ tôi. Gương mặt xinh đẹp của nó cười tươi roi rói. Sao? Đồ ăn được không? Tôi uống chút nước cam còn sót lại trong ly. Tôi cười. Được, ngon lắm mày ạ. Vừa nói, tôi vừa đưa mắt nhìn về trong sảnh. Trong lòng cũng sinh ra một chút cảm giác thất vọng. Này, tìm ai mà mặt mày tiêu nghỉu vậy? Nghe con Vi hỏi, tôi liền giả là trả lời. Tìm ai? Tao, Vi, Muối, lâu rồi không gặp." Tôi cứng người, trong lòng bắt đầu run rẩy vì giọng nói trầm trầm quen thuộc vừa phát ra. Giọng nói này vừa xa lạ lại vừa quá đỗi quen thuộc. Tôi đã chuẩn bị tâm lý thật tốt từ sáng sớm rằng hôm nay kiểu gì cũng sẽ gặp được anh, nhưng khi anh xuất hiện trước mặt tôi, tôi lại không cách nào khiến bản thân mình bình tĩnh được. Khẽ xoay mặt nhìn về hướng phát ra giọng nói, Tim tôi cũng bùm bụp đập rộn ràng theo. Trước mắt tôi, một người đàn ông với gương mặt cực kỳ điển trai và tuấn tú. Anh mặc bộ vét đen cùng với áo sơ mi đen quen thuộc. Chân mang giày da bóng loáng. Trên người anh vẫn tỏ ra cái bá khí cao ngạo, cộng thêm sức hút kinh người mà hiếm ai có được. Anh nhìn tôi, môi anh nhấc lên thành một đường cong tuyệt mỹ. Vẫn là giọng nói quen thuộc, ấm áp. Muối, lâu không gặp tôi nhìn anh cố trương ra nụ cười đúng chuẩn giọng có chút khàn khàn khẩn trương đã đã lâu không gặp tôi nhìn anh anh cũng nhìn tôi trong khoảnh khắc ngắn ngủi mà bao nhiêu cảm xúc ùa về quãng thời gian ba năm kia như một lần nữa lại được tua lại tua nhanh đến mức tôi còn không kịp nhìn xem tôi đã khóc hay cười anh vẫn như ngày đầu tiên tôi gặp không đau đớn không ủy mị, cũng không khóc. Ba năm qua, chắc anh đã thay đổi rất nhiều. Con Vi đứng một bên, húp vào vai tôi cái nhẹ. Nó cười nói, anh Nam, giúp em đưa cái muối về khách sạn nhé, em có chút việc. Tôi còn chưa kịp kéo nó lại để từ chối, thì nó đã cong chân, bồng khoai tây chạy đi mất. Nó bỏ lại tôi đứng ở đây dớ sớ đầy khó xử. Nam nhìn tôi, hai tay anh đút vào túi quần âu rất lịch thiệp anh cười hỏi em ăn no chưa anh đưa em về luôn nhé tôi gật gật đầu cũng không mở lời từ chối rõ ràng con vi đang cố tình tạo cơ hội cho tôi và nam hôm nay có từ chối kiểu gì thì cũng không xong với nó dạ cảm ơn anh trước nam để tôi đi trước còn anh thì đi theo sau quãng đường từ sảnh tiệc ra đến cổng cũng không nói là gần tôi lại không quen mang giày cao gót quá năm phân nên cứ nhích từng bước từng bước một trong vô cùng khó khăn nam đi phía sau anh cũng đi chậm theo tiết tấu nhịp điệu của chân tôi đi ra đến ngoài sảnh tiệc tôi thấy giọng của anh khẽ cất lên sao em đi chậm vậy bị đau ở đâu à tôi khựng bước chân quay lại nhìn anh rồi lắc đầu à không em đi chậm quá anh không đi được à nam nhìn tôi trên môi anh vẫn là ý cười nhạt nhạt anh nói như đi trong quốc trong bụng tôi vậy đi giày cao không quen thì đừng có đi em đi theo vận tốc này thì bao giờ mới ra đến cổng tôi nhìn anh hơi hơi bĩu môi bình thường em cũng không mặc như thế này nên đi giày không quen nhưng không phải là do em mang giày này không quen mà đi chậm đâu một phần là do cổng xây quá xa đi chứ nằm bật cười à, là do cổng xây quá xa à? Thế là nên trách cái cổng đúng không? Tôi nhìn anh, biết là anh đang trêu nhưng phóng lao thì phải theo lao. Tôi không thể nói khác đi được. Ừ, rõ ràng là như vậy. Thấy tôi cứ gật gù đứng bên cao bên thấp. Không biết từ đâu, Nam chìa ra một đôi giày bệt màu đen. Anh đưa đến trước mặt tôi rồi khẽ nói. Em mang cái này vào đi. Tôi chố mắt ra nhìn anh, có hơi ngạc nhiên. Này, cái này của ai vậy? là của em Anh mua cho em Vẫn còn mới Lòng tôi thoáng bộp trộp vài cái Có một chút âm ấm đan sen Tôi lý nhí Em mang giày cao cũng được Chưa nói hết câu Anh đã cúi người xuống Nâng chân tôi lên Rồi cứ thế mặc cho trốn đông người Anh giúp tôi thay giày cao gót Thành giày bệt Tôi thì ngại muốn trốn với ánh nhìn tò mò Đầy thích thú của những người xung quanh Ấy vậy mà nam thì không, anh mang chân bên này, xong rồi lại mang luôn giúp tôi chân bên kia. Một chút ngại ngùng cũng không có. Xong xuôi hết, anh xách đôi giày cao gót màu đen của tôi trên tay. Anh nguyện miệng cười. Được rồi đây em, em đi thử xem có êm không? Tôi nhìn anh, có chút cứng ngắc, rậm rậm hai chân. Nhưng phải công nhận là êm thật, êm siêu êm luôn ấy. Giọng tôi mừng rỡ, thích thú. Êm, êm hơn cả đôi giày kia nhiều cảm thấy bản thân mình biểu lộ cảm xúc hơi quá. Tôi liền rụt cổ lại, rẻ chừng nhìn anh. À, êm lắm. Mình đi tiếp đi ạ. À? Nói rồi, tôi quay người đi trước. Còn anh thì vừa xách giày cho tôi, vừa nối bước theo sau. Ra đến xe, anh lịch thiệp mở cửa cho tôi vào trước, rồi anh cũng ngồi vào theo sau. Đi cả một đoạn đường dài, anh không nói gì với tôi cả, mà tôi cũng không biết nói gì nên cứ chăm chú nhìn ra cửa kính xe. Xe chạy một đoạn thì đến trước cổng khách sạn nơi tôi ở. Anh giúp tôi mở cửa xe, xong đứng trước mặt tôi, vẫn là bộ dạng lịch lãm hút người, anh cất tiếng, "Em định ở chơi đến khi nào mới về?" Tôi mím môi, suy nghĩ một chút rồi mới trả lời, "Chắc là mai em về, em còn công việc ở Đà Lạt nữa." Nam nhìn tôi, thần sắc anh có hơi cứng giọng anh trầm trầm tôi cũng không nghe được là vui hay là buồn ừ khi nào về anh đưa em ra sân bay vâng cảm ơn anh hai bọn tôi cứ dây dưa nhìn nhau như thế đột nhiên anh có điện thoại reo anh cũng không ngại ngùng mà đưa luôn điện thoại trước mặt tôi tôi thấy chân mày anh cau lại nét mặt lo lắng không vui kèm theo giọng nói lạnh lùng cất lên ừ tôi biết rồi tôi đến ngay tôi thoáng cảm thấy có chút mông lung không biết cuộc điện thoại vừa rồi có phải là lệ ánh vừa gọi tắt máy anh nhìn sang tôi em vào trong đi anh có việc phải đi tôi gật gật đầu ý tứ cũng nghiêm túc hơn vâng cảm ơn anh nói rồi tôi xoay người bước vào trong trong lòng cảm thấy có hơi chua chua lần gặp lại này không giống với những gì tôi được xem trong phim nhỉ không có sự níu kéo không có những câu giải thích cũng không có sự ép buộc rằng co mọi thứ diễn ra rất đơn điệu và bình thường cứ như tôi là một người bạn lâu lâu đến chơi mà anh phải đón tiếp nhưng thực ra cũng không trách anh được đã ba năm rồi lòng người cũng chẳng còn được như xưa muối hẹn ước ba năm trước em còn nhớ không sau lưng tôi là tiếng gọi của anh vọng đến bất chợt tay tôi run run chân cũng khựng lại không dám bước đi nữa lời hẹn ước lời hẹn ước tôi khẽ quay đầu vẫn thấy anh đứng đó nhìn tôi vì khoảng cách xa quá nên tôi không nhìn rõ được trong mắt anh có chứa tư vị gì tôi mím môi rồi hít một hơi thật sâu mới dám trả lời tùy tùy duyên vậy tôi thấy anh cười nụ cười biểu hiện cho sự hài lòng nhẹ nhõm tôi cũng nhoẻn miệng cười với anh rồi lại quay lưng bước tiếp vào trong cửa lớn của khách sạn lòng tôi thấp thỏm vui mừng tim thì rung rinh vì câu hỏi kia của anh tôi không nghĩ là anh còn nhớ đến cả tôi cũng xém chút là quên mất rồi chợt ký ức ùa về một lần nữa lời ước hẹn của anh năm xưa cũng vang lên rõ ràng từng chữ từng chữ một trong đầu tôi muối nếu ba năm sau em vẫn còn độc thân Vậy thì Vậy thì em cho anh một cơ hội làm lại từ đầu nhé Buổi sáng hôm sau Lúc tôi còn đang nằm trong chăn Thì bên ngoài có tiếng gõ cửa Ngẫm một chút Chắc là con Vi đến Vì tối qua tôi có dặn dò tiếp tân Sáng không cần lên vệ sinh phòng cho tôi Nếu không phải là nhân viên dọn phòng Thì chắc chắn chỉ có nó Tiếng gõ cửa vang lên khá đều đặn Tôi lò mò ngồi dậy như người mơ ngủ đi ra mở cửa miệng tôi nghẹn đắng cổ họng hơi khô nên giọng có chút khàn khàn vi mới sáng sớm mày đến làm gì mà sớm thế hả em vẫn còn ngủ à giọng này không phải là của con vi mà là của của nam tôi sững người luống cá luống cuống nửa muốn đóng cửa phòng lại nửa lại không biết nên làm cái gì tiếp theo đứng ngây ra một lát tôi nhìn anh anh nhìn tôi vẫn là anh lên tiếng trước muối không định mời anh vào trong hả tôi chợt tỉnh người liền lui ra một bên nhường chỗ cho anh bước vào giọng điệu lúng ta lúng túng à anh anh vào trong đi nam nhìn tôi cười rồi bước thẳng vào bên trong anh vừa đi vừa nói anh đến trả giày cho em không biết là em ngủ dậy chưa em chắc là chưa ăn sáng đúng không anh đưa em đi ăn nhé Tôi đi theo sau lưng anh, tâm trí không đặt ở câu nói của anh mà lại dồn hết xuống thân dưới. Cái cảm giác này hơi quen quen nhỉ. Tôi lẩm bẩm trong miệng tính ngày. "Mẹ ơi, hôm nay là ngày gì cả đến, không xong rồi, không xong rồi, thảo nào nãy giờ thấy ướt ướt." Nam đứng nhìn tôi, anh hỏi lại. "Sao không trả lời?" Tôi hơi luống cuống đi lùi về phía phòng tắm, miệng cười gượng gạo trả lời anh ờ à, đợi em một chút em có chút việc riêng anh nhìn tôi ánh mắt có chút tò mò chuyện riêng ờ ờ ờ chuyện riêng đợi em một chút đợi một chút nói rồi tôi ôm túi đồ đi thẳng vào phòng tắm vào bên trong tôi mới phát hiện ra một chuyện kinh thiên động địa khác là tôi tôi không đem theo băng vệ sinh để dùng nói đúng ra là tôi có đem nhưng lại đem nhầm sang loại băng vệ sinh hàng ngày thôi Toang rồi, toang rồi muối ơi. Suy nghĩ thật nhanh, tôi mới lấy cái áo choàng tắm của khách sạn rồi mặc vào. Tầm này chỉ có đi xuống dưới mua thôi, chứ không có cách nào khác. Hy vọng là ở dưới khách sạn có bán. Thấy tôi đi ra ngoài, Nam nhìn tôi từ trên xuống dưới. Vẫn là ánh mắt ngạc nhiên của anh. Em không thay quần áo. Tôi nhìn anh, không biết trả lời làm sao nên đành đánh chống lảng sang chuyện khác. À, vẫn còn sớm em em xuống dưới kia một chút rồi lên ngay anh ngồi ở đây đợi em em đi đâu em đi mua ít đồ em lên ngay xong em sẽ lên ngay mà anh đứng dậy nhìn tôi rồi hỏi em cần mua gì để anh mua cho tôi lắc đầu lia lịa cười giả lả nói à, không không cần đâu em tự mua được em mua nhanh lắm nói xong tôi quay người định bước ra ngoài nhưng chưa kịp bước đi đã bị anh nắm tay kéo lại anh nhìn tôi ánh mắt vô cùng quan tâm ở yên trên phòng đi để anh mua giúp em em muốn mua gì là cái kia à nghe anh hỏi tôi hơi khựng người hóa ra anh đoán ra được trời ơi xấu hổ quá đi mất tôi mím môi mặt đỏ dần cúi xuống gật gật đầu như gà mổ thóc vâng 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 là cái kia trên đỉnh đầu tôi truyền đến giọng cười khẽ của anh anh vỗ vỗ nhẹ lên đầu tôi Giọng mang ý cười Ừ đợi một chút Anh đem lên ngay cho em Thấy anh định quay đi Tôi lại nắm một góc áo thun của anh kéo lại Giọng tôi lý nhí Anh mua được không Anh là đàn ông mà Anh cười Nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời mỗi sáng Có cái gì mà không được Đàn ông hay đàn bà thì vẫn là người mà Cái kia sản xuất là để khách hàng mua Mà đã là khách hàng thì không nên phân biệt đàn ông hay đàn bà hay là trẻ con biết là vậy nhưng em sợ anh ngại thôi cứ để em đi mua em biết em sử dụng loại nào mua cũng tiện hơn anh kéo tôi lại ngồi ghế rồi vẫn là giọng điệu dịu dàng anh không thấy ngại để em ra đường với bộ dạng này anh mới sợ em ngại đấy nhưng mà thôi được rồi có cái gì của em anh không biết đâu mà ngại cái kia anh cũng biết sử dụng đấy Tôi bị anh nói cho đỏ mặt hết lên. Nhìn anh đi thẳng ra cửa rồi mà tôi vẫn còn bần thần nhìn theo. Anh có thể đừng tốt với tôi như thế có được không? Tôi không phải loại phụ nữ dễ dãi quá đâu. Đợi khoảng 10 phút thì anh về, lúc anh vào phòng, tay anh xách lỉnh kỉnh cả một túi to. Đặt cái túi trên bàn, anh nhìn tôi cười bảo, "Anh mua mà quên hỏi em dùng loại nào nên mua hết mấy loại trong cửa hàng. Em xem dùng loại nào thì dùng." Còn không dùng để lại cho nhân viên khách sạn. Tôi nhìn anh, lật đật mở túi ra xem thử. Ôi trời ơi, bên trong không phải hơn 10 loại, mỗi loại anh mua đến ba gói. Cái này á, à, tôi xài tới mãn kinh vẫn còn xài luôn á. Tôi nhìn anh, cười giống mếu, tôi khẽ nói, hơi hơi nhiều anh ạ. Ừ, anh không biết. Em dùng loại nào thì lấy loại đó, cái nào không dùng được thì cứ để lại trong phòng tắm. Tôi gật gù vài cái, rồi ôm túi đồ chạy thẳng vào trong nhà tắm. Tắm táp sạch sẽ xong xuôi, tôi đi ra ngoài cùng Nam đi ăn sáng. Chiều nay tôi phải ra sân bay trở về Đà Lạt, nên bây giờ phải tranh thủ gặp anh nhiều hơn một chút. Bọn tôi đi ăn sáng xong thì về lại khách sạn. Anh cũng không có nói gì với tôi về những chuyện trước kia, chỉ là hai người bạn đi ăn với nhau, kể cho nhau nghe về cuộc sống hiện tại. Mà thật ra tôi lại thấy như vậy là hợp lý. Phạm là cái gì vô vập quá thì cũng không tốt. Sau khi trở về khách sạn, tôi bắt đầu sắp xếp đồ vào vali để về lại Đà Lạt. Cái con Vi nó bỏ tôi như bỏ con giữa chợ mà đi du lịch cùng chồng con nó rồi. Đúng là cái loại mê trai bỏ bạn. Đang soạn quần áo thì có điện thoại của ba tôi gọi đến. Tôi tưởng là ông gọi hỏi khi nào tôi về. Đến khi nghe điện thoại tôi mới biết là chuyện quan trọng. Được rồi, ba cứ bình tĩnh. Bây giờ con đặt vé máy bay cho ba, đúng giờ ba ra sân bay là được. Con chạy đến bệnh viện tìm thím trước, sẽ không có gì đâu, ba yên tâm đi. Tắt máy, tôi gọi cho một người quen chuyên bán vé online đặt gấp một vé bay trong chiều hôm nay. Đặt vé xong xuôi, tôi gọi cho ba để ông chuẩn bị hành lý. Sau đó tôi lại gọi cho thím, rồi tức tốc bắt taxi chạy thẳng đến bệnh viện. Chú tôi bị tai nạn giao thông, hiện tại khá là nguy hiểm chạy thẳng vào phòng cấp cứu tôi thấy thím và bé út đang ngồi khóc đứng chờ trước cửa thấy tôi hai mẹ con lại khóc như mưa tôi phải an ủi một lát thì thím với con bé mới nín tình hình của chú tôi không nặng cũng không nhẹ vì sợ không đủ chuyên môn để điều trị nên bệnh viện huyện chuyển chú tôi lên tuyến cao hơn tôi với thím lại chạy đi lo thủ tục rồi cùng chú chuyển viện lên đến viện lớn chú được chuyển vào phòng phẫu thuật ngay lập tức. Nghe bác sĩ nói, ca phẫu thuật chắc phải hơn 3 tiếng đồng hồ. Bọn tôi không biết cách gì khác ngoài ngồi ngoài để chờ đợi. Điện thoại của tôi hết pin, ở bệnh viện lại không có chỗ sạc. Tôi toàn phải dùng máy của thím để liên lạc với ba tôi. Hơn 5 giờ chiều thì ba tôi đến nơi. Tôi bảo ông gọi taxi, đi thẳng vào bệnh viện. Lúc ra đón ông đã hơn 6 giờ tối. Loài hoay cả buổi, Cuối cùng chú tôi cũng phẫu thuật xong, ca phẫu thuật rất thành công. Chú tôi được đẩy về phòng hồi sức rồi mới cho ra nằm ở phòng riêng. Biết tin chú không sao, gương mặt của ba tôi cũng dịu xuống được đôi chút. Nhìn ông rưng rưng nước mắt mà tôi thấy thương ông vô cùng. Người lớn tuổi chịu không được sự đả kích quá lớn đâu. Sau khi chú được đẩy ra phòng hồi sức, tôi cũng có ý đưa ba về lại khách sạn để ông nghỉ ngơi rồi sáng lại vào tiếp ở bệnh viện rất đông, chú cũng nằm trong kia, người nhà không được vào nên có ở lại đông cũng không làm được gì. Tôi đưa bà ra cổng, còn chưa kịp bước ra khỏi cổng đã thấy nam bộ dạng hối hả chạy đến chỗ tôi. Thấy tôi, gương mặt anh như bớt đi gánh nặng. Anh nhìn tôi, ý tứ lo lắng cũng kèm theo chút trách móc. Em đi đâu vậy? Anh gọi cho em toàn thuê bao. Tôi nhìn anh khẽ trả lời, điện thoại của em hết pin anh tìm em có lâu không nam vừa định trả lời thì anh quay nhìn thấy ba tôi đang đứng nhìn anh tôi nhìn anh có chút sững người cuối cùng vẫn là cúi đầu cung kính chào ba tôi một tiếng bác con chào bác ừ chào con con là bạn của muối hả con tên là gì nam đứng thẳng người anh có hơi nghiêm túc dạ con là bạn của muối con tên là nam tôi thấy ba tôi gật đầu trong mắt mang chút ý cười hình như là ông không nhớ ra nam là ai chắc là ông quên anh ấy rồi chào ba tôi xong nam lại quay sang tôi khẽ hỏi sao em lại đến bệnh viện em hay là bác tôi lắc đầu không em và ba vẫn bình thường là chú của em bị tai nạn là chú dạ tình hình bây giờ cũng ổn hơn rồi anh không cần phải lo vậy em định đưa bác đi đâu nghe anh hỏi tôi thở dài một hơi rồi mới trả lời tạm thời em đưa ba về khách sạn trước mai trả phòng em đi tìm phòng trọ gần đây để tiện đến chăm sóc cho chú nam suy nghĩ một lát anh mới quay sang nói với tôi nếu vậy em đưa ba đến nhà anh ở đi gần đây anh có một căn nhà trống em đưa ba với thím đến ở khi nào chú được xuất viện thì về thôi lúc này đến phiên ba tôi lên tiếng như vậy không hay lắm đâu cháu làm phiền cho cháu quá nam cười tươi giói anh đi đến gần ba tôi vừa dắt tay ông vừa nhẹ nhàng nói dạ chỗ quen biết nên giúp đỡ nhau trong lúc khó khăn là chuyện nên làm bác ạ bác với muối không cần ngại tính con rất hay giúp đỡ người khác tôi nhìn thấy anh lấy lòng ba tôi mà tôi buồn cười đúng là con rể luôn muốn lấy lòng ba vợ trước mà ơ khoan bệ nào bệ nào con rể đâu mà con rể tôi lại nghĩ linh tinh rồi ngồi trên xe ba tôi với nam nói chuyện rất hợp ý rất vui vẻ bọn họ giống như xem tôi là tài xế lái xe vậy một câu cũng không quan tâm đến tôi đến trước cổng nhà của nam anh đích thân đưa ba tôi vào trong sau khi giới thiệu một vòng nhà cho ba tôi tham quan anh đưa ông vào nhà tắm rồi lúc đó anh mới quay sang nhớ đến tôi em mệt không tôi nhìn anh cười cười trả lời bây giờ anh mới nhớ đến em vẫn còn ở đây à nam đi đến trước mặt tôi môi anh nở nụ cười trúng chín em thì ở đây rồi ba lâu lâu mới gặp nên làm ông ấy hài lòng trước mới được tôi nhếch môi nhưng em với anh đã là cái gì đâu nam cười danh ma anh phải cần là gì với em thì mới quan tâm ba em được à em đừng quên ông ấy từng là ân nhân giúp đỡ cho anh đấy nam ơi cái máy nước nóng này nó bị hỏng hay sao với cháu ạ à? nghe tiếng ba tôi gọi anh tức tốc phi đến trước cửa nhà tắm bộ dạng như thái giám canh chừng chăm sóc cho vua vậy nhìn thật hài hước vô cùng anh trò chuyện một lát với ba tôi xong thì ông đi ngủ người của anh cũng đem đồ ở khách sạn đến cho tôi tiện anh ra ngoài xe tôi thật lòng nói tiếng cảm ơn em thật lòng cảm ơn anh nghe tôi nói anh khẽ vuốt tóc tôi ánh mắt anh nhìn tôi dịu dàng giọng cũng nhô mì không kém không cần phải cảm ơn anh đâu là chuyện anh nên làm mà à em nói bác cũng không cần quá lo lắng anh có gửi gắm chú cho giám đốc bệnh viện rồi chú sẽ được các bác sĩ chăm sóc tốt nhất cho đến khi ra viện em có thể yên tâm được rồi tôi gật đầu trong lòng cũng nhẹ nhõm đôi chút có anh giúp đỡ thì chú tôi nhất định sẽ mau bình phục trở lại em biết rồi Em thay mặt chú thím, cảm ơn anh nhiều lắm." Nam vỗ nhẹ nhẹ lên đỉnh đầu tôi, giọng anh chiều mến, "Ừ, hôm nay chắc em cũng mệt rồi, vào trong ngủ đi, mà anh qua đón em và bác đến bệnh viện." Tôi nhìn anh, vốn là định từ chối, nhưng khi nhìn thấy gương mặt tràn đầy hy vọng của anh, tôi lại không nỡ nói ra câu từ chối. Thôi thì cũng được, dù sao ba tôi cũng thích anh, để anh đưa đón cũng tiện hơn một chút nhìn chiếc xe hơi sang trọng chạy khuất dần vào làn đường đông đúc trong lòng tôi bất giác sinh ra quá nhiều cảm xúc không đầu không đuôi lần này về lại sài gòn mặc dù có chút không may mắn nhưng xem ra vẫn là tôi với anh có duyên đáng lý bây giờ tôi đã về đến đà lạt cuối cùng vẫn ở lại sài gòn chưa biết ngày về thật ra thì nhân duyên giữa người với người càng nghĩ càng thấy thú vị tình hình sức khỏe của chú tôi ngày một ổn định vì được điều trị rất tốt nên bác sĩ cho ông xuất viện về sớm hơn dự định ba tôi bắt xe về quê trước để sắp xếp nhà cửa lại cho chú thím thím với chú thì đi xe cứu thương về sau toàn bộ chi phí nam đứng ra thanh toán hết cả thím có ý gửi tiền lại nhưng anh không nhận anh nói đó là những việc anh phải làm mà chú thím tôi cũng không xa lạ gì với nam cả chỉ có ba tôi là hơi nghi ngờ một chút mà ông nghi ngờ là nghi ngờ tôi với nam đang yêu nhau chứ còn chuyện kia ông cơ bản là không biết được sau khi đem cơm vào cho thím nam mời tôi đi ăn dạo gần đây ăn cơm bệnh viện hoài thật tôi cũng ngán đến không chịu nổi sau khi ăn xong anh đưa tôi về lại nhà hôm nay ba tôi đi về quê nên trong nhà chỉ còn một mình tôi ở đi được một đoạn thì anh bảo ghé ngang nhà anh lấy tí đồ, lát nữa anh có chuyện cần phải giải quyết. Tôi lại không thể từ chối. Chẳng lẽ bây giờ bảo anh phải chờ tôi về nhà rồi anh muốn ghé đâu thì ghé à? Làm người ai lại làm thế bao giờ? Tôi ngồi trên xe, nhìn ra bên ngoài, con đường này hoàn toàn xa lạ, không giống với đường về nhà anh. Tôi thấy lạ nhưng cũng không hỏi. Đợi xe dừng trước cổng một tòa chung cư sang trọng, tôi mới khẽ hỏi anh nhà của anh ở đây ạ à? nam gật đầu anh mở cửa xe cho tôi bước xuống lên một chút rồi xuống để em ở đây anh không yên tâm tôi gật gật đầu bước xuống xe rồi đi theo anh vào trong tòa trung cư này rất lớn an ninh rất cẩn mật nó giống như kiểu dành cho ca sĩ diễn viên ở đại loại an ninh kiểu ấy thật ra thì tôi cũng có chút thắc mắc không hiểu tại sao anh lại dọn về đây sống. Ở đây xa nhà cũ của anh rất nhiều, cũng xa nhà của Lệ Ánh. Cửa nhà mở bằng dấu vân tay và nhận diện khuôn mặt, đảm bảo an ninh 100%. Tôi bước vào trong, anh lấy từ trong kệ ra một đôi dép đi trong nhà màu xanh, hoàn toàn mới tinh. Anh đặt xuống dưới chân tôi, anh cười nói, "Em mang vào đi, nhà ít người đến, anh không có dép cho nữ." Tôi mím môi gật đầu, trong lòng có chút run run. Nhìn vào kệ dép của anh, trong đó ngoài giày anh mang ra thì chỉ có hai đôi dép mang trong nhà. Tất cả hai đôi đều là sai dành cho nam giới. Cả đôi tôi đang mang nữa là ba đôi. Như vậy, rõ ràng nhà anh đang ở, không có phụ nữ đến thăm. Bước vào trong, nội thất bên trong rất đơn giản. Nhà của anh chỉ có hai tông màu là đen và trắng nhìn có chút cảm giác lạnh lẽo, hưu quạnh. Anh lấy cho tôi một cốc nước, rồi cười bảo. Em ngồi xuống đợi anh một chút nhé. Nếu buồn có thể đi loanh quanh trong nhà. Ở đằng kia có cái hồ cá khá đẹp. Anh tắm qua rồi chúng ta đi. Tôi gật đầu cười tươi. Vâng, anh tắm đi. Em ngồi đây được rồi. Anh đi lên trên phòng. Còn tôi thì ngồi ở ghế sofa, nhìn ráo rác xung quanh. Eo, chung cư này kiểu sang quá. Tôi có tiền cũng muốn ở một nơi như thế này. Tò mò không nhịn được. Tôi liền đứng dậy đi đến cửa sổ, nhìn ra bên ngoài. Đúng là cửa sổ sát đất, nhìn khung cảnh bên ngoài vừa chân thật vừa lung linh. Nhìn chán chê một lúc, tôi lại tiếp tục đi loanh quanh xuống phòng bếp, quầy ba mini rồi đến... Này, đây chẳng phải là chậu xương rồng ở nhà tôi sao? Sao nó lại nằm ở đây? tôi đi nhanh đến cái bàn nhỏ đặt gần kệ sách bàn tay gấp gáp bưng chậu xương rồng nhỏ lên xem à giống thôi là giống thôi chứ không phải là của tôi ngắm nghía chậu xương rồng trên tay nó nhỏ nhắn giống y hệt cái chậu anh tặng cho tôi chỉ có điều chậu xương rồng của anh đang nở hoa còn chậu của tôi thì không một chút xíu cảm giác ấm áp lại đan xen trong lòng hóa ra là anh cũng chăm một em xương rồng hóa ra là chậu của anh và chậu của tôi là một cặp tôi mím môi mỉm cười bàn tay vừa đặt chậu xương rồng xuống bàn hai mắt tôi lại bị một vật khác thu hút là cái tờ lịch treo trên tường trên đó có đánh số đánh ngày y chang như của tôi trời ơi không thể tin được đúng là không thể tin được tôi đi nhanh đến bên tường bàn tay run rẩy dở từng trang, từng trang một. Trên tường là ba sắp lịch tường. Mỗi sắp có 12 tờ, tượng trưng cho 12 tháng. Nhìn xem, trên đây thậm chí còn đánh dấu số ngày trước cả khi tôi bắt đầu đánh dấu ở nhà. Từng tờ lịch được đánh dấu chẳng chịt, từng cái chữ x to đùng lên mỗi ngày. Có chỗ còn ghi chú những chữ gì đó rất khó đọc. Cứ thế đều đặn mỗi ngày, ngày nào anh cũng đánh dấu có những ngày quan trọng, chẳng hạn như ngày tôi và anh đăng ký kết hôn, ngày sinh nhật của ba anh, ngày sinh nhật của tôi, hay cả ngày tôi và anh ly hôn, anh luôn đánh dấu và viết ghi chú không sót một cái nào. Tôi và Muối kết hôn, hôm nay là sinh nhật Muối, sinh nhật bố già, ngày dỗ mẹ, ngày tôi và Muối ly hôn và cả sinh nhật con tôi bàn tay tôi run rẩy không cách nào kiểm soát được hốc mắt rưng rưng cõi lòng quặn lên từng chút một tôi chưa từng nghĩ à phải là tôi chưa từng một lần đối mặt với những con số kia đặc biệt là ngày sinh nhật con tôi vậy mà vậy mà anh từng chút một từng chút đối diện với sự thật đối diện với những con số đầy khó khăn và nước mắt kia tôi đau tôi rất đau nên mới muốn trốn tránh anh có phải là anh đau đớn đến mức trai sạn luôn rồi không hít một hơi tôi ngăn không cho nước mắt chảy ra thành dòng vội vội vàng vàng để những tờ lịch kia vào lại vị trí cũ cứ như tôi chưa từng biết đến sự hiện diện của nó vậy nghe thấy tiếng bước chân anh đang đi xuống tôi vội vàng chạy nhanh đến ghế rồi ngồi xuống nhìn thấy tôi vẫn ngồi yên trên ghế anh vừa sắn tay áo sơ mi đen vừa cười, <cười> em ngoan thật đấy trước như con sâu đo ấy mà sao hôm nay lại ngoan thế nhìn thấy cánh tay của anh hiện ra trước mắt tôi vô thức đứng dậy đi đến chỗ anh anh vừa sắn tay áo vừa cười vẫn chưa biết được là tôi đang nhìn anh chăm chăm kéo tay anh giữ lại tôi nhìn thấy những hoa văn trên cánh tay anh cảm giác có chút khó chịu Tôi khẽ hỏi Anh xăm hình à? Nam nhìn tôi Anh khẽ gật đầu Ừ, anh xăm một chút Sao lại xăm? Anh từng nói anh không thích mà Anh quay mặt đi Vừa sắn tay áo vừa nói Sở thích cũng có thể thay đổi mà em Anh thấy như vậy cũng đẹp Tôi mím môi không nói tiếp Tôi biết là đẹp Anh xăm rất đẹp Nhưng không hiểu sao tôi lại thấy hơi khó chịu cái khó chịu này không phải là vì không thích, mà là vì lo lắng. Tôi không nghĩ một người như anh lại có thể thay đổi quan điểm nhanh đến như vậy. Đúng, anh là đại ca, nhưng anh không thích xăm. Đàn em của anh cũng không ai có hình xăm trên người, đó là quy tắc. Cũng không phải anh không thích xăm mực lên người, mà là vì ba anh không thích, cho nên anh tôn trọng ông, không xăm là không xăm. Thế mà bây giờ lại xăm chẳng lẽ thấy tôi cau mày nhìn anh anh lại cười vỗ vỗ vào má tôi không phải như em nghĩ đâu anh và ba anh vẫn tốt chỉ là anh thích xăm thì xăm thôi không phải là vì nguyên nhân nào khác tôi gật đầu hỏi một câu hơi ngốc có đau không anh khẽ cười nụ cười dịu dàng anh nghĩ là đau tinh 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 bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa đều đặn Nam nhìn tôi Tôi cũng nhìn anh Lạ nhỉ Anh có người đến tìm Tại sao lại nhìn tôi Anh ra mở cửa đi Sao lại nhìn em Nam cau mày Giọng anh hơi nhạt Nhà anh ít khi có người nào đến Nghe tiếng chuông anh thấy hơi lạ Tôi nhìn anh Nhanh miệng nói Vậy để em ra mở cửa cho Vừa nói tôi vừa bước từng bước ra bên ngoài nam cũng đi theo sau lưng tôi vì nhà có khóa vân tay nên khi muốn mở cửa cũng cần phải có nam ra mở mới được tôi đứng trước anh đứng sau người tôi mong chờ để gặp là hiểu tôi nghĩ là cậu ta đến tìm nam cánh cửa từ từ mở ra trước mặt tôi là đôi giày cao gót của phụ nữ chiếc váy màu hồng xinh xắn đáng yêu tiếp theo đó là gương mặt dịu dàng xinh đẹp vô cùng là là lệ ánh cô ta nhìn tôi cái nhìn chân chân đầy kinh hoàng cái túi trên tay cô ta rơi bịch xuống đất giống như là phát hiện được cái gì đó kinh hoàng kinh dị lắm nói sao nhỉ à là giống y như mấy cái cảnh người vợ nhìn thấy chồng mình ngoại tình là kiểu như thế đấy môi cô ta run run trong mắt long lanh ẩn chứa nước mắt bộ dáng ủy khuất đáng thương vô cùng nhưng thương là ai thương ấy chứ tôi tôi không thương nổi tôi bước một chân định dịch sang một bên nhường chỗ cho nam bước lên thì lại bị nam phát hiện được anh giữ vai tôi lại ép tôi đứng trong lòng anh cảm nhận được nhịp thở đều đặn của anh truyền đến lại cảm nhận được cái mím môi đầy đau khổ của lệ ánh úi chào kích thích vô cùng lệ ánh cố trưng ra nụ cười gượng gạo cô ta nhìn tôi nói lời chào. Muối, lâu rồi không gặp. Tôi nhếch môi một cái, trong lòng thì nghĩ, ai rảnh muốn gặp cô. Nhưng lời phát ra vẫn phải giữ sự dịu dàng đoan trang, không để yếu thế. Ánh, lâu rồi không gặp. Lệ ánh khẽ cười, cô ta hỏi lại. Cô, dạo này khỏe không? Tôi nhuền miệng cười lại. Nhờ phúc của cô, tôi vẫn khỏe lệ ánh vẫn giả tạo thảo mai như ngày nào tôi với cô ta chỉ thiếu điều đem nhau ra solo một một mà bây giờ còn phải giả vờ chào hỏi thân thiện nhau kiểu này thật là tôi cũng chịu diễn quá đi ánh cúi người nhặt cái túi lên tay cô ta nhìn tôi rồi lại nhìn nam khóe mắt rưng rưng hai người anh và muối lệ ánh còn chưa kịp hỏi xong thì nam đã thay mặt tôi mà trả lời phải anh và muối ở cùng với nhau em đến đây có chuyện gì anh chưa nói là cho em đến nhà anh bao giờ lệ ánh luống cuống nước mắt rơi ra bên ngoài giọng ủy khuất em em nghe nói anh bị bệnh cho nên đến thăm hôm qua là ngày con con chúng ta em thấy anh không đến nên <cười> tôi cười khinh trong lòng lại bài ca tình nghĩa bài ca đáng thương của lệ óng ánh. Đã ba năm rồi mà cô ta không nghĩ ra được chiêu nào mới hơn. Rồi, chán phèo. Giọng nam thâm trầm, ý tứ vô cùng lạnh lẽo. Đứa nhỏ mất rồi thì đừng nên luyến tiếc. Em nên để cho con được đầu thai kiếp khác đi, thay vì cứ ủy mị đau buồn. Anh có nói là em đừng đến đây. Sau này nên nghe lời nhiều hơn một chút. Lần này là do muối mở cửa, lần sau không có lần sau đâu. Lệ Ánh lại tiếp tục rơi nước mắt. Cô ta siết cái túi trên tay thật chặt, giọng khàn khàn đầy đau buồn, "Em em biết rồi, em xin lỗi vì làm phiền anh và muối. Ừ, anh vẫn khỏe. Em về được rồi." Nói xong, anh trực tiếp đóng sầm cửa lại. "Tôi còn chưa hiểu chuyện gì thì anh đã kéo tôi vào trong." Giọng anh nói với tôi khác hẳn khi nói chuyện với Lệ Ánh. "Không cần phải để ý đến cô ấy đâu." tôi nhìn theo bóng lưng anh trong lòng sinh ra vô vàn những cảm xúc lẫn lộn với nhau có vui mừng có thích thú cũng có chút đau lòng thật ra tôi không nghĩ là anh sẽ dứt khoát như thế với lệ ánh lần này đối đầu với cô ta anh làm cho tôi có chút ngạc nhiên phấn khích nhưng hơn ai hết tôi hiểu rõ bản thân phải trải qua những gì mới có thể thay đổi thái độ nhiều đến như vậy Nam từng rất nâng niu và bao dung cho lệ ánh Nhưng giờ thì khác rồi Thật ra đây có phải là thứ tôi cần ở Nam của ba năm về trước hay không? Có phải không nhỉ? Chuồng tin nhắn gieo vang tinh tang Tôi đi đến mở điện thoại xem là ai nhắn Úi chu choa Là hồ ly óng ánh nhắn tin cho tôi Nội dung tin nhắn là như thế này Ngày mai tôi muốn gặp cô 9 giờ sáng, lệ ánh. Hòe, vẫn kênh kiệu quá nhỉ tôi cười khinh một cái ấn trả lời thật nhanh gặp thì gặp dân chơi ngại gì mưa rơi đâu chứ đặt điện thoại xuống bàn nhìn bóng lưng nam đang uống nước trong lòng tôi sinh ra một chút cảm giác dễ chịu từ ngày gặp lại anh mọi thứ về anh như cho tôi một cái nhìn đầy mới mẻ tôi không biết là tôi và anh có hàn gắn lại được hay không nhưng trong lòng tôi lại có rất nhiều sự mong chờ có lẽ ba năm qua, bọn tôi đã thay đổi rất nhiều. Anh thay đổi, tôi thay đổi, chúng tôi đều thay đổi. Tất cả đã sẵn sàng, tôi chỉ cần thêm một lý do nữa là đủ. 10 giờ sáng, tại phòng VIP của chuỗi cửa hàng Cà Phê Mờ. Hôm qua Lệ Ánh có nhắn tin muốn hẹn gặp tôi. Tôi cũng không ngại mà từ chối, liền nhắn tin lại địa chỉ cho cô ta. Việc chọn địa chỉ trước rất có lợi. Lệ Ánh gian xảo như vậy, cho cô ta chọn địa chỉ gặp mặt. Lỡ đâu cô ta gài bẫy tôi thì sao? Hơn 10 giờ hơn một chút thì lệ ánh tới. Cô ta chỉ đi có một mình đến gặp tôi. Ngồi vào ghế, cô ta trực tiếp vào thẳng vấn đề không vòng vo. Muối, cô nói là cô sẽ không ở bên cạnh anh Nam nữa. Tại sao cô lại không giữ lời? Ba năm trước đi rồi, ba năm sau quay lại làm gì? Tôi nhìn vẻ không vui trên gương mặt xinh đẹp kia khẽ cười nhạt trả lời tôi có hứa gì với cô à lệ ánh cười khinh Hừ, cô mau quên thế tôi không quên cái gì cả tôi cũng không hứa sẽ không gặp lại nam thế ba năm trước ai tự đến tìm tôi rồi muốn tôi không được đến gần anh nam tôi cũng đã nói với cô là cô không được ở bên cạnh anh ấy nữa còn gì ba năm là ba năm sao cô lại mau quên quá vậy tôi uống một chút nước đá lạnh rồi trực tiếp trả lời cô ta cô có vấn đề về nghe và hiểu à tôi nói với cô nếu cô còn tiếp cận anh nam với mục đích leo lên làm vợ anh ấy thì tôi sẽ nhất định nói cho anh ấy biết về bí mật của cô là tự cô có tật giật mình nên ba năm qua mẹ án binh bất động chưa liên quan gì đến tôi tôi cũng chẳng hứa hẹn trao đổi điều kiện gì với cô cả chuyện tôi bỏ đi là do tự bản thân tôi muốn đi chứ chẳng phải vì trao đổi điều kiện với cô cô ấy Cô mới chính là người có vấn đề đấy, ánh ạ." À. Lệ Ánh nhìn tôi, hai con mắt cô ta mở to chừng lớn. "Cô?" Tôi vẫn ung dung ngồi trên ghế, môi khẽ nở nụ cười. "Cô cái gì mà cô? Sao nào? Là cô có bí mật thật à? Không biết bí mật kia của cô có giống với bí mật mà tôi biết về thân phận của cô không nhỉ?" Lệ Ánh tránh ánh nhìn tò mò của tôi, cô ta ngã người ra ghế gương mặt không nhìn được là vui hay buồn tôi ngồi đây quan sát cô ta thật kỹ lúc tôi hỏi cô ta cô ta có chút ngạc nhiên nhưng sau đó lại quay về trạng thái như bình thường rất nhanh không hề tỏ ra sợ hãi chút nào cả cô nói bí mật gì cô nói linh tinh cái gì vậy thấy cô ta ra vẻ như không hiểu chuyện gì tôi khẽ cười bí mật gì thì tự cô biết nếu cô nói tôi có bí mật về thân phận bằng chứng chứng minh đâu Tôi xua xua tay. Tôi cần gì bằng chứng? Chỉ cần nhìn vào 3 năm qua cũng đủ hiểu rồi. Lệ Ánh, nếu như tôi có bằng chứng thì cô đã chẳng được ngồi ở đây nữa rồi. Lệ Ánh phá lên cười. <cười> Nói chuyện không bằng chứng, cô muốn ai tin? Tôi cười nhạt. Thì cô cứ đợi mà xem. Lệ Ánh nhìn tôi, mặt cô ta thoáng hiện lên vẻ giận dữ, ánh mắt chứa tia căm phẫn. Muối đã đi rồi thì đi đi Cô quay lại làm gì cho khổ vậy Ba năm trước hay ba năm sau thì con của cô cũng không còn Quên nữa Con của tôi Cô chắc cũng không thể nào quên được nhỉ Tôi vô thức cảm thấy lạnh lẽo trong lòng Con của tôi Cô ta không có quyền được nhắc đến Sẵn ly nước trên tay Tôi cầm lên hất thẳng vào mặt lệ ánh Cô ta bị tạt nước lạnh vào người Liền đứng phát dậy La lên oai oái Cô bị điên à cô không muốn sống nữa sao tôi cười nhạt lạnh giọng trả lời con tôi cô không đủ tư cách để nhắc đến cô tốt nhất đừng để tôi nắm thêm được một bí mật nào nữa của cô nhất là chuyện liên quan đến con tôi nếu không cô cứ chuẩn bị sẵn tâm lý sống không yên ổn với tôi đi lệ ánh nhìn tôi bằng ánh mắt đỏ ngầu khóe môi cười ác <cười> cô định làm gì tôi con <laughs> cô mất con cô mất là vì có người mẹ ngu rút như cô chứ chẳng do ai cả con tôi mất con cô đi theo hầu hạ cho con tôi không đúng à tay tôi run run cảm giác giận dữ càng lúc càng tăng lên lệ ánh nhìn thấy tôi giận cô ta cười cợt tỏ ra thích thú <laughs> tôi nói có gì sai à chắc là lúc biết tôi có con cô nguyền rủa mẹ con tôi quá cô sợ mẹ con tôi được anh nam cưng chiều hơn nên mong cho con tôi mất đi phải không? chắc là đúng rồi. người độc mồm độc miệng như cô nên bị vận hết vào người con cô là đúng rồi. sai chỗ nào được? <laughs> cô ta càng nói, hai tay tôi càng bùm nhùng, mặt tôi càng lúc càng nóng gian lên. khi cơn giận lên đến đỉnh điểm, tôi cầm ly thủy tinh đựng nước đập thẳng vào vách tường cho vỡ ra, rồi cúi người nhặt lên mảnh thủy tinh bé nhọn nhất đi thật nhanh đến kề vào cổ của lệ ánh. Lệ ánh mải cười nên không kịp phản ứng. Thì cũng là lúc mảnh thủy tinh bé nhọn đang trực chờ ở trước cổ họng của cô ta. Tôi cười lạnh, nói rõ ràng từng tiếng, từng tiếng một. Mày đùa tao hả ánh? Mày có tin là tao lấy mạng của mày chỉ bằng một cái quệt tay nhẹ hay không? Lệ ánh bị tôi giữ chặt, cô ta run rẩy sợ hãi. Muối, cô điên rồi, mày điên rồi, thả tao ra, thả ra tôi cố tình đẩy nhẹ mảnh thủy tinh vào sâu thêm một chút trên cổ lệ ánh bắt đầu hiện lên vài vết xước đến lúc này lệ ánh mới luống cuống hét toáng lên muối mày buông tao ra buông ra tao gọi cho anh nam tao gọi cho anh ấy cơn giận càng lúc càng chiếm lấy tôi nghe cô ta dọa tôi liền cười ha hả vào mặt cô ta <laughs> mày gọi đi có 10 anh nam đến đây thì mày cũng không kịp cái mồm của mày với tao đâu ba năm trước tao nhịn mày vì thấy không đáng phải xử mày chứ ba năm sau đau thương của tao nguôi ngoai rồi mày dám khơi lại thì mày phải chấp nhận hậu quả có chơi có chịu động đến tao tao còn thương tình bỏ qua chưa động đến con tao thì mày lại vừa vặn đi đặt sai hòm đi là vừa tôi càng nói càng ấn đầu bén nhọn của mảnh thủy tinh vào cái cổ trắng nõn nà của lệ ánh một mùi tanh sộc vào mũi tôi không quá đậm nhưng trong phòng máy lạnh lại ngửi được rất rõ ràng. Mặc dù đang rất giận, nhưng tôi biết điểm dừng của tôi là ở đâu. Ít nhất, tôi sẽ không hại lệ ánh ngay lúc này. Tranh thủ ngay lúc lệ ánh sợ hãi nhất, tôi liền nhanh trí hỏi thêm một chuyện. Con tao từ hiện về, bé con nói là do chính mày muốn hại con tao phải ra đi. Mày nói đi, có phải như vậy không? Có phải không? Lệ ánh mở mắt kinh ngạc nhìn tôi, trong mắt đào quanh liên tục. Cô ta lấp liếm Mày bị điên rồi Ai nói Ta không làm gì con mày cả Ta không làm gì cả Tôi dồn cô ta vào bức tường Gặn lên giận dữ Tao cho mày một cơ hội nữa Mày không nói Thì tao cho mày xuống kia bồi tội với Diêm Vương Lệ ánh dùng tay cua cua Đập loạn hết cả lên Cô ta không trả lời Mà chỉ hét toáng lên như ai bị cắt tiết Mà đúng thật Cô ta chuẩn bị bị tôi cắt tiết đây Muối, đừng em, muối bên tai chuyển đến giọng nói quen thuộc. Cùng lúc đó là tiếng khóc thất thanh của lệ ánh vang lên. Anh Nam, muối, cô ấy, cô ấy điên, điên rồi. Nam kéo lấy tay tôi. Anh giật mạnh mảnh thủy tinh trên tay tôi quẳng xuống sàn nhà. Bên cạnh, lệ ánh được mụ hiền ôm lấy gào loạn lên. Muối, tôi xin cô, tôi xin cô đừng hại tôi. Sao cô lại, tôi có làm gì đâu. Nhìn thấy thái độ của lệ ánh bây giờ, khác hẳn với thái độ của lệ ánh khi nãy tôi biết ngay là cô ta lại đang đóng kịch trong lòng khẽ cười lạnh lên một tiếng tôi thật cũng muốn đóng kịch một lần trong đời cho biết với người ta để xem lần này nam nghe tôi hay là nghe lệ ánh tôi vùng tay ra khỏi nam nước mắt khẽ ứa ra tôi gào lên trong đau đớn lệ ánh cô hẹn gặp tôi là muốn cảnh cáo tôi không được đến gần anh nam đúng không được tôi nghe lời cô đấy tôi không đến gần anh ấy là được chứ gì nhưng tại sao tại sao cô lại nói là con tôi mất là do tôi con tôi chưa đủ đáng thương hay sao nó chưa đủ tội nghiệp hay sao lệ ánh mở mắt chân chân ra nhìn tôi cô ta còn chưa kịp lên tiếng thì đã bị tôi cướp lời một lần nữa cô nói con tôi theo hầu hạ cho con cô cô có thấy mình ác không có thấy mình ác không tôi vừa nói vừa khóc Thực sự thì cũng không phải là do tôi diễn. Đây đều là những cảm xúc thật nhất trong lòng tôi, chỉ là thay vì đối diện với Lệ Ánh thì tôi có cách hành xử khác, còn đối mặt với Nam, tôi lại chọn một cách khác. Dứt lời, tôi liền nhào đến chỗ của Lệ Ánh, ý là muốn ăn thua đủ với cô ta. Lần này đúng như ý tôi, Nam đã nhanh tay bắt lấy tôi về. Anh ấy giữ chặt tay tôi trong tay, lớn tiếng trấn an lại cảm xúc cho tôi muối bình tĩnh bình tĩnh lại đi em nghe anh muối tôi nhìn thấy sự lo lắng trong mắt anh nhưng đã diễn thì phải diễn cho tới tôi liền lắc đầu vùng vằng muốn thoát ra tôi gào lên em không thể tha cho cô ta cô ta là đồ rắn độc cô ta nói cô ta muốn hại con của em cái này là tôi tự thêm vào chứ lệ ánh chưa dám nói lệ ánh bị dọa cho sợ cô ta được mụ hiền che chở đang gắt gao ôm lấy cổ chặn lại vết thương. Lệ ánh vội vàng liên tục lên tiếng giải thích. Không phải, mùi nói dối, em không có nói, em không có. Tôi gân cổ gào lên. Cô mới là người nói dối, chính cô nói với tôi như vậy. Bây giờ có nhiều người ở đây, thì cô chối à? Tôi, tôi không có, không có. Lệ ánh vừa ôm cổ, vừa khản giọng giải thích. Tôi thì không tiếp tục trả lời. Tầm này cãi nhau làm gì? Có Nam ở đây rồi kia mà Tôi muốn biết Nam sẽ tin ai Nam kéo tay tôi giữ chặt tôi lại Anh nhìn về phía lệ ánh Bằng ánh mắt chán ghét Rồi ra lệnh cho đàn em Đưa lệ ánh về, mau lên Lệ ánh ủy khuất sụ mặt Cô ta mếu máu nhìn về phía Nam Nam, anh Nam chừng mắt nhìn cô ta Anh quát lớn Đi về, đi Lệ ánh thoáng giật mình sợ hãi Cô ta cùng mụ hiền lấm lét đi ra bên ngoài cùng với đàn em của Nam. Đợi cô ta bước ra khỏi cửa, Nam cũng kéo tay tôi đi ra cùng. Anh quay lại nhìn tôi, giọng dịu xuống. Anh đưa em ra xe nhé. Tôi gật gật đầu, trong lòng cũng coi như vui mừng đôi chút. Công nhận ba năm qua thay đổi nhiều thật, mà người thay đổi nhiều nhất chắc chắn là Nam. Nam đưa tôi ra xe, anh giúp tôi thắt dây an toàn sau một màn ngó trước nhìn sau đầy cẩn trọng tôi mới nghe giọng anh khẽ cất tay em bị chầy rồi kìa có đau lắm không nghe anh nói tôi mới đưa tay lên xem thử quả nhiên trong lòng bàn tay của tôi hiện lên một vết xước dài đỏ đậm khi nãy mạnh bạo quá cho nên tôi không để ý đến tay của mình bây giờ biết rồi lại cảm thấy hơi rát một chút hơi đau thôi anh cầm lấy tay tôi chạm nhẹ vào vết thương trên tay tôi anh thở dài rồi nói em tội gì phải làm như vậy vì vài câu nói điên khùng của lệ ánh mà để bản thân đau thực sự không đáng tôi nhìn anh tôi biết anh quan tâm đến tôi nhưng tôi lại không nhịn được mà có chút lớn tiếng phản bác anh không phải là em thì anh làm sao mà hiểu được lệ ánh không phải là người điên miệng cô ta rất độc anh đừng bao che cho cô ấy nữa nam vội lên tiếng giải thích anh không bao che cho lệ ánh anh chỉ không muốn nhìn thấy em bị thương thôi tất cả mọi chuyện đều không quan trọng bằng em không quan trọng tôi mím môi vẫn thấy có chút ấm ức vậy anh tin em hay là tin lệ ánh nam khẽ cười em đoán thử xem tôi lắc đầu không đoán được khi nãy em không nghe anh nói gì cả nam xoa xoa tóc tôi anh bật cười anh không nói nhưng anh hành động đàn ông trưởng thành nên làm nhiều hơn là nói tôi nhìn anh vô thức tôi cảm nhận được anh thay đổi rất nhiều nếu quay về thời điểm ba năm trước có lẽ anh đã chạy đến xem lệ ánh thế nào nghe cô ta nói gì rồi mới phân tích xem ai đúng ai sai ba năm trước anh có yêu tôi nhưng anh vẫn còn một lệ ánh tình yêu của anh dành cho tôi luôn có một bóng dáng của lệ ánh chen ngang vào tôi thì khó chịu còn anh thì không có cách nào tách lệ ánh ra khỏi anh được còn bây giờ anh tin tôi mặc dù thấy tôi muốn tổn thương lệ ánh nhưng anh vẫn tin tôi vẫn ở bên cạnh tôi thấy tôi cứ im lặng nhìn anh anh lại khẽ cất tiếng dịu dàng em với cô gái khác đánh nhau anh không cần biết nguyên nhân như thế nào anh vẫn luôn bảo vệ cho em Anh vẫn luôn tin tưởng ở em Cho dù cô gái kia có là lệ ánh Ba năm qua Không phải là ba năm lãng phí Em dùng ba năm thanh xuân Để đổi lại những thứ này Chẳng phải sao Tôi nhìn anh đầy bẽn lẽn Mặt hơi đỏ Tôi vừa nói Em đổi gì đâu Anh nói linh tinh gì vậy Anh khẽ cười cất tiếng hỏi Thật không Thật là không muốn đổi cái gì không? thật mà thật nam đột nhiên nắm lấy tay tôi siết nhẹ ánh mắt anh nhu mì lời nói bộc bạch chân thành muối cho anh thêm một cơ hội nữa được không em ba năm qua anh biết thế nào là đủ anh cũng biết thế nào là đau ba năm qua anh sống chỉ có một mình có đôi khi anh nhớ em đến phát điên lên được muốn bỏ tất cả để chạy đến tìm em nhưng anh sợ anh sợ em không muốn gặp anh anh chờ đến ba năm ba năm để em nguôi ngoai hết tất cả ba năm anh mới dám xuất hiện trước mặt em ba năm anh mới dám chạm vào người em bằng xương bằng thịt tay tôi hơi run run tim vô thức đập càng lúc càng nhanh nhìn thấy ánh mắt chân thành của anh tôi lại không kìm được lòng mình lại cũng không phải chỉ có một mình anh đau lòng ba năm qua tôi cũng đau lòng nhiều lắm có đôi lúc tôi nhớ anh nhưng tôi không dám nói giữa đau đớn và anh tôi thà chọn đau đớn ba năm qua cả hai người bọn tôi đều rất khổ sở tôi mím môi nhìn anh lâu thêm một lát rồi mới dám lên tiếng trả lời chuyện này để từ từ em trả lời anh được không nam nhìn tôi rất chăm chú Tôi biết là anh đau lòng, nhưng nhưng tôi lại không thể nào chấp nhận ngay được. Tôi nhìn anh, nói một cách thật chân thành. Lời ước hẹn 3 năm em vẫn luôn nhớ, nhưng anh cho em thêm một ít thời gian nữa được không anh? Nam gật đầu rất nhanh, anh không hề ép buộc tôi một chút nào. Được. Chỉ cần em nhớ là được rồi, bao lâu anh cũng chờ, 3 năm anh chờ được ba năm anh chờ được thì chờ thêm mấy ngày nữa có là gì đâu thấy anh chấp nhận tôi khẽ thở dài một hơi anh thay đổi bao nhiêu tôi đều nhìn thấy rõ hết nhưng tạm thời bây giờ tôi chưa thể nào chấp nhận ở bên cạnh anh được ba năm trước có một lệ ánh ràng buộc tôi không muốn ba năm sau cũng vẫn y chang như vậy quan điểm của tôi rất rõ ràng trước khi giải quyết chuyện của lệ ánh cho xong tôi sẽ không chọn lựa quay về với anh một lần nữa ba năm trước vốn đã rất đau ba năm sau tôi không muốn phải đau đớn giống như vậy suy nghĩ một lát tôi lại nhìn anh ý tứ có chút mơ hồ không rõ thật ra thì anh anh có khi nào suy nghĩ về lệ ánh chưa anh nhìn tôi có chút hơi ngạc nhiên hỏi lại suy nghĩ về lệ ánh em muốn nói chuyện gì chuyện thân phận của cô ấy Nam mở to mắt Anh giữ người Thân phận ý em là Tôi gật gật đầu Nói có chút rẻ chừng Thật ra thì Em nghi ngờ lệ ánh từ 3 năm trước Nhưng em không dám nói với anh Vì từng nghe một người quen nói Đã từng nhìn thấy lệ ánh Ở một trung tâm thẩm mỹ bên Thái Bọn em có nghi ngờ Nhưng lại không tìm được bằng chứng Mà không có bằng chứng Thì không đem ra nói chuyện được Tôi vừa nói vừa quan sát anh Chân mày anh khẽ cau lại Trên gương mặt xuất chúng kia Có vài tia phẫn nộ lạnh lẽo Không khí trong xe càng lúc càng trầm xuống Anh không nói gì Tôi cũng không dám nói gì thêm Một lát sau Vẫn là anh lên tiếng trước Chuyện này có thật không muối Tôi gật đầu Trả lời chắc nịch Thật Anh có thể cho người điều tra Em không thích lệ ánh là một chuyện Nhưng không phải vì thế Mà tìm chuyện đổ lên đầu cô ấy anh nhìn tôi, tay khẽ xoa xoa đầu tôi, giọng anh hơi nhạt, "Anh biết em không cần lo, còn về chuyện của Lệ Ánh, để cho anh thời gian điều tra nhé." Tôi tất nhiên là không có ý kiến gì rồi, chỉ là tôi lo lắng cho Nam mà thôi. Nếu Lệ Ánh không phải là Lệ Ánh, tôi sợ Nam sẽ sốc mất. Bao dung che chở cho một cô gái suốt 10 năm, bây giờ nói cô gái đó không phải là ân nhân cứu mạng của mình. Nghĩ đến thôi tôi cũng thấy sốc muốn phát điên lên. Tôi khẽ thở dài nhìn theo anh. Hy vọng là anh vẫn ổn. Dù cho chuyện tệ hại nhất có xảy ra. Mấy hôm sau, tôi ở viện chăm cho chú cùng với thím. Sau khi làm thủ tục cho chú xuất viện về quê xong, tôi vẫn tiếp tục ở lại thành phố mấy hôm nữa rồi mới về quê với ba. Chuyện là con Vi nhờ tôi trông dùm chuỗi cửa hàng cho nó. À, chính là cái quán cà phê hôm trước tôi hẹn lệ ánh ra gặp mặt. Chuyện gặp mặt hôm đó tôi đã tính cả rồi. Trước khi Lệ Ánh đến, tôi có dặn mấy đứa nhân viên cửa hàng canh sẵn ở bên ngoài. Nếu thấy tôi đánh Lệ Ánh thì thôi, ngược lại nếu thấy Lệ Ánh đánh tôi thì mấy đứa nhỏ sẽ ùa vào cứu tôi khỏi móng vuốt của Lệ Ánh, sau đó thì đến phiên bọn nhỏ giữ ông Ánh lại để tôi giải quyết. Bây giờ thì cũng gọi là có chút tiến bộ, đối với Lệ Ánh càng không thể bao dung. Riêng chuyện thân phận của Lệ Ánh tôi cũng nghĩ rất kỹ tốt nhất là nên nói thật với nam để anh ấy tự mình điều tra tôi dù sao cũng chẳng quen biết với ai cứ nhờ chồng của con vi mãi thì cũng thấy ngại quan trọng là tôi cũng muốn xem ý tứ của anh thế nào có tin tôi hay không hay là vẫn cố chấp với lệ ánh đối với chuyện của lệ ánh tôi tin không ai điều tra nhanh và chính xác bằng anh được người từng tiếp xúc với lệ ánh khi còn bé chỉ có duy nhất một mình anh mà thôi. Buổi sáng của một tuần sau, tôi sau khi đến cửa hàng thì về nhà chuẩn bị hành lý về quê với ba. Ngày mai con Vi đi du lịch về đến, chiều nay tôi ra đón xe về quê là vừa. Nam có nói sẽ đưa tôi về quê, nhưng tôi không đồng ý. Hôm trước tôi thấy anh nói chuyện điện thoại có vẻ căng thẳng, hình như là có chuyện quan trọng cần phải giải quyết. Tôi không muốn làm ảnh hưởng đến công việc của anh, nên nhất quyết bảo anh để tôi về quê một mình dù gì thì đi từ thành phố về quê chú tôi cũng hơn một tiếng xe đò không cần phải quan trọng hóa vấn đề lên sau khi đưa tôi ra xe dặn dò tôi đủ các thứ mãi đến khi xe chạy anh vẫn cứ ù lì đứng nhìn xe tôi chạy khuất rồi anh mới bước lên xe suốt quãng đường ngồi trên xe tôi biết rõ là có người của anh đang ngồi ở phía sau bảo vệ cho tôi nhưng tôi không nói tôi biết anh vẫn luôn âm thầm quan tâm đến tôi là bây giờ hay là trong suốt ba năm qua cũng vẫn vậy ôi mới đi có một chút thôi mà tôi lại cảm thấy nhớ anh rồi về quê tôi được chú thím đãi một nồi cháo gà ấm thơm ngon bổ dưỡng ăn xong lại vào đánh một giấc đến sáng ngày hôm sau ở quê hai ba ngày tôi toàn ăn với ngủ đến mức tự bản thân cảm thấy da thịt tôi có béo lên một đôi chút Nam thì gọi về cho tôi hỏi xem tôi ở có quen không? Ở dưới quê có thiếu gì không? Để anh cho người đem xuống. Mỗi ngày đều sống trong sự quan tâm của anh. Tôi sắp chìm đắm vào u mê rồi đây này. Mà chưa hết, cả ba tôi cũng chìm đắm vào sự quan tâm của Nam. Đến cả khi ngủ, ông cũng ngủ mơ rồi cười ha hả nhắc đến Nam. Hai ba con tôi sắp xong luôn rồi. Sáng sớm, con bé út dắt tôi lên chợ trung tâm mua ít đồ. Lúc hai chị em đi ngang qua một phòng khám sản khoa ở huyện, con bé út có quay sang thủ thỉ với tôi. Chị muối, chị cùng em vào khám đi. Tôi trố mắt lên nhìn nó, có chút ngạc nhiên. Khám sản khoa Em... Bé út vội vội vàng vàng xua tay, mặt nó đỏ dần lên, giọng lý nhí. Không phải, không phải đâu. Em nghĩ em cũng nên khám phụ khoa. À, lúc này tôi mới hiểu được ý của con bé. Mà đúng nhỉ, con bé lớn rồi cũng nên để ý đến sức khỏe của bản thân mình. Hây, Ai... giới trẻ bây giờ được giáo dục giới tính và sức khỏe thật là tốt. Chá bù cho bọn tôi ngày trước, nghe đến hai chữ phụ khoa là trốn xa mấy chục cây số, không dám ngẩng đầu lên. Tôi cười cười, hỏi nhỏ con bé. Em đi khám lần nào chưa? Con bé cúi mặt, nhỏ giọng Chưa chị ý em em ngại nói với mẹ tôi gật đầu chấn an cảm xúc của con bé rồi dắt con bé vào trong ngồi đợi con bé làm giấy tờ thủ tục con bé cũng bảo tôi đi khám cùng cho nó đỡ sợ tôi ngẫm nghĩ lại cũng quá hạn khám phụ khoa chi bằng lần này khám luôn phòng khám này tôi xem trên mạng được đánh giá là phòng khám tốt và có tiếng ở quê của chú thím hai chị em lọ mọ đầu giờ chiều mới xong hai chị em đi về đợi vài hôm nữa sẽ có kết quả ngoài ra 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 vào vào trong phòng khám rất đông người khám thai có khám bệnh phụ khoa cũng có nhìn các chị mang bầu tôi lại vô thức nhớ đến con của tôi trong lòng không khỏi cảm thấy chua xót mấy ngày sau tôi nhận được điện thoại của nhân viên y tế lên lấy kết quả khám hôm trước con bé út bận đi học nên chỉ có tôi tự đi lấy kết quả lúc cầm bảng kết quả ra về bầu trời trên đầu tôi gần như sụp đổ xuống một nửa từng câu từng chữ của vị bác sĩ trẻ tuổi vẫn còn vang vang lên trong đầu tôi nó giống như những nhát dao sắc nhọn đang cứa vào trái tim tôi vậy tôi 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 như thế mà không thể không thể không thể sinh con được nữa tôi 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 không thể làm mẹ được nữa tôi bước ra khỏi cửa phòng khám nhìn dòng xe tấp nập qua lại bản thân mình cũng không biết nên đi đâu về đâu cảm xúc ngổn ngang tâm can rối bời tôi không muốn về nhà tôi sợ ba tôi và chú thím sẽ thấy được bộ dáng thê thảm này của tôi thảm thực sự tôi rất thảm ba năm trước mất con ba năm sau không thể có con được nữa tôi không hiểu Thực sự tôi không muốn hiểu vì sao mọi thứ lại dồn tôi vào bước đường cùng thê thảm thế này. Thiên chức cao cả nhất của phụ nữ là được làm mẹ, được sinh con. Và tôi thì lại không thể, không thể được nữa. Nước mắt chảy dài. Tôi ngước mặt, dùng đôi tay run rẩy lau đi nước mắt. Không khóc được, không thể khóc ở đây được. Mặt cà rất đắt, khóc sẽ phí tiền lắm, phí lắm. Tôi bước xuống đường, gọi một chiếc taxi đang đậu sẵn. Tôi đi đến dạp chiếu phim ở siêu thị, mua một vé ngồi ở phía trên cùng rất xa màn hình. Cứ thế, tôi cùng mọi người trong dạp xem hết một bộ phim. Phim tôi chọn là phim hài, nhưng trên mặt tôi toàn là nước mắt. Trên màn hình chiếu gì, buồn cười ra sao, tôi lại không thể tập trung xem được một giây nào. Khi cả dạp cười ồ lên, tôi lại khóc. Khi họ khóc vì những chi tiết xúc động, tôi lại không thể khóc được nữa. Trong đầu tôi cứ văng vẳng câu nói kia của vị bác sĩ trẻ tuổi. Cô ơi, di chứng của việc cô từng xảy thai, tôi rất lấy làm tiếc. Tôi khẽ cười, một nụ cười chua chát. Trên màn hình lớn, bỗng chiếu đến gương mặt của bà lão với gương mặt đang cười. Bà xoa đầu nữ chính, nói với giọng thật là chiều mến. Tất cả mọi chuyện xảy ra đều không phải là lỗi do con. Thay vì con cứ trách mình, con chọn cách tệ hại nhất là trốn tránh. Vậy sao không thử một lần dũng cảm đối mặt? Con còn trẻ, còn được ăn rất nhiều món, được xem rất nhiều bộ phim hay, còn có rất nhiều sự lựa chọn. Đừng vì một chuyện bất hạnh mà làm hỏng cả một tương lai dài phía trước. Người thương con thật lòng sẽ là người cùng con trải qua những điều bất hạnh chứ không phải người chỉ nhìn thấy con ở những nụ cười hạnh phúc bất hạnh hạnh phúc tôi hít một hơi trong lòng như vừa sinh ra một cỗ máy tràn đầy ý chí tôi không phải là người duy nhất bất hạnh ở ngoài kia còn nhiều người bất hạnh hơn tôi rất nhiều nhưng họ vẫn sống vẫn yêu đời vẫn tìm được những người yêu thương họ vậy thì tại sao tôi lại phải ngồi ở đây ủ rũ. Ủ rũ thì được gì? Chẳng được gì ngoài ăn mòn tôi từng chút, từng chút một. Tôi còn trẻ, còn nhiều cách khác để có con. Tôi không tin là ông trời có thể quật ngã tôi một lần nữa. Khóc chán chê ở dạp chiếu phim xong, tôi về lại nhà với trạng thái vui vẻ như bình thường. Về chuyện kết quả khám bệnh kia, tôi không nói cho ai biết cả. Chuyện bất hạnh của riêng tôi, tôi không muốn cho mọi người biết để rồi mọi người cùng nhau bất hạnh đêm hôm đó bé út đi cắm trại với trường nên tôi ngủ một mình tôi không ngủ được nên có nhắn tin cho nam một lát sau thì anh gọi lại nằm ở giường gỗ tôi nhìn lên nóc mùng màu hồng nhạt vừa đăm chiêu vừa hỏi anh vu vơ một câu nam anh cũng nhiều tuổi rồi bây giờ có muốn có con không sao tự nhiên em lại hỏi chuyện này em tự dưng tò mò thôi không có ý gì đâu nam dừng một chút một lát sau anh mới khẽ trả lời có chứ hai chữ có chứ như cứa vào trái tim của tôi tôi hít một hơi cố ngăn cho giọng không run rẩy tôi lại nói em em cũng nghĩ như vậy nam im lặng một lát mấy giây sau tôi mới nghe giọng anh có chút lo lắng hỏi muối em sao vậy có chuyện gì à tôi cố cười không có gì đâu em tự dưng nghĩ tới rồi hỏi thôi à chuyện kia thế nào rồi bên đầu dây bên kia tôi nghe được giọng anh có chút nặng nề anh đang điều tra sáng nay anh có đến gặp cô ấy có lẽ sự thật giống như em nói sự thật giống như tôi nói sao chả nhẽ muối anh xin lỗi nghe giọng anh nỉ non trong điện thoại tôi không kìm được lòng mình mà khẽ run tôi nhớ tôi từng cảnh báo anh nhưng có lẽ khi đó anh không tin tôi thật ra thì tôi cũng không giận anh gì cả nếu tôi là anh tôi cũng sẽ không tin tôi không nói gì bây giờ có nói gì thêm vào thì nó cũng thành không hay quan trọng anh tin tôi và điều tra về lệ ánh là được rồi. Còn về cô ta tốt xấu thế nào, tôi không thích đem chuyện đó ra nói trước mặt anh. Tắt điện thoại, tôi khẽ thở dài mấy hơi. Ngày mai lại là một ngày rất dài. Sáng hôm sau, tôi dậy sớm. Tôi nói với ba là về lại thành phố có chút chuyện ở cửa hàng của con Vi. Đi vài ngày tôi sẽ về lại quê. Sau khi đợi thím trở ra đường lớn bắt xe, tôi lên xe rồi đi thẳng về thành phố xe chạy vào bến xe tôi lại tiếp tục bắt taxi đến bệnh viện sản khoa lớn nhất thành phố hôm qua tôi có bắt số trước nên bây giờ ngồi chờ cũng không lâu lắm tôi không khám phụ khoa mà trực tiếp đăng ký khám vô sinh nữ còn nước còn tát cái gì cũng nên kiểm tra hai ba lần mới chắc chắn được mất hết một buổi sáng để làm đủ các kiểu xét nghiệm sau khi khám xong bác sĩ hẹn ngày hôm sau đến lấy kết quả bước ra khỏi cổng bệnh viện tôi lại suy nghĩ không biết nên đi đâu bây giờ điện thoại trong túi thì hết pin từ sáng tôi nhìn dòng người chạy tới chạy lui bụng lại có chút hơi đau cõi lòng nặng trĩu buồn tênh đã chán lại không biết đi đâu bây giờ nữa mấy ngày nay đi về quê không được gặp nam tôi thực sự nhớ anh hơi nhiều nghĩ tới nghĩ lui một hồi thôi thì bắt xe đến trung cư nhà anh đợi cũng được dù gì thì tôi cũng chẳng có gì để làm vì được bác bảo vệ nhớ mặt nên cho tôi vào trong tôi đứng bên ngoài bấm chuông mấy lần vẫn không thấy anh ra mở cửa chắc là anh không có ở nhà thôi thì tôi ngồi đợi anh một chút kiểu gì mà anh chẳng về nhà ngồi dựa vào tường tôi cảm giác cơ thể mình có chút chậm chạp tôi không biết kết quả khám ở bệnh viện có giống với kết quả ở phòng khám ở dưới quê hay không tôi thực sự lo lắm nếu là trước kia rất có thể tôi đã ôm tờ kết quả kia mà khóc hu hu rồi bỏ đi biệt tích rồi may là tôi đã nghĩ thông được rồi tôi tự mình đối mặt với nhau đối mặt với bất hạnh thật ra thì nếu không phải tôi có ý muốn quay lại với nam tôi cũng sẽ không đau khổ như thế này tôi biết anh luôn muốn có con còn tôi thì lại tôi tin nam tin anh sẽ không vì chuyện này mà bỏ rơi tôi nhưng tôi lại có chút không tin tưởng ở bản thân mình anh là một người đàn ông xuất sắc tôi ở bên cạnh anh vốn dĩ dũng cảm đã thấy đủ tự tin rồi nếu lại không có con tôi chỉ sợ tôi không sống nổi mất đàn bà mà tỉ tỉ thứ lo âu không có tiền và không có con đó là hai nỗi lo nặng nề nhất hai biết sao bây giờ ý trời thế nào tôi đoán không được tôi ngồi trước cửa nhà anh rồi ngủ quên lúc nào không biết đêm qua ngủ muộn sáng lại dậy sớm đi cả buổi mệt mỏi nên cứ có chỗ dựa là ngủ thiếp đi mất mãi tới khi bụng đói kêu mấy tiếng tôi mới từ từ mở mắt tỉnh dậy xoa xoa cái bụng vài cái tự dưng đói kinh khủng nhìn ra cửa kính trước mặt bầu trời cũng chuyển sang màu đen của ban đêm rồi Ôi trời ơi, tôi ngủ cũng được hơi lâu rồi đấy. Tôi đứng dậy vươn vai, định bụng là chờ Nam thêm một chút nữa rồi rủ anh đi ăn. Chắc giờ này anh cũng sắp về rồi. Uể oải vặn mình sang trái, rồi lại vặn mình sang phải. Tôi còn chưa tập thể dục xong thì từ xa có một bóng người cao lớn chạy thật nhanh đến chỗ tôi. Lúc tôi nhìn rõ được đó là ai thì người đó đã ôm chầm lấy tôi, vừa ôm tôi thật chặt vừa cất giọng khàn đục gấp gáp. Muối, em đi đâu vậy? Em đi đâu mà anh tìm em từ sáng đến giờ không được? Tôi hơi ngạc nhiên trước biểu cảm lo lắng hốt hoảng này của anh. Đứng yên cho anh ôm. Tôi khẽ cất giọng hỏi. Sao, sao vậy? Anh tìm em từ sáng đến giờ á? Năm buông tôi ra, anh gật đầu. Tôi có thể nhìn rõ được những giọt mồ hôi trên trán anh. Từng giọt, từng giọt trong lòng cảm thấy khó hiểu tôi vội trả lời em vẫn bình thường mà em em có sao đâu nam nhìn tôi thật kỹ từ trên xuống dưới anh hỏi anh về quê tìm em ba nói là em lên đây có công việc với vi anh hỏi vi nhưng vi nói là không có nói gì với em cả anh anh gọi điện cho em thì lại không được điện thoại của em toàn thuê bao điện thoại của em hết pin em ở đây đợi anh từ trưa đến giờ Nam thở hát ra một hơi. Được rồi, anh tìm em là được rồi. Vào trong đi, cho anh biết sáng giờ em đi đâu. Tôi được anh nắm tay kéo vào trong. Cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay anh đem lại. Bất giác tôi lại nhoẻn miệng cười. Đôi khi chỉ cần một cái nắm tay thôi cũng có thể hóa giải được tâm trạng đang bế tắc không vui của mình. Kéo tôi vào trong, ấn tôi ngồi xuống ghế sofa. Mắt anh hơi khép lại, giọng nghiêm túc em đi đâu từ sáng đến giờ em em có chút chuyện chuyện gì chuyện gì mà nói dối luôn cả ba em vậy thì thì em em anh hỏi tới nước này tôi lại không cách nào giấu được nữa hai mắt tôi sụp xuống khó khăn lắm mới cất tiếng nói được em em đi khám bệnh nam nhìn tôi chăm chăm sự gấp gáp lo lắng của anh tôi có thể thấy được rõ ràng. Khám bệnh? Em bị sao vậy? Em không khỏe ở chỗ nào? Bây giờ em thấy sao rồi? Hay anh đưa em đi bệnh viện nhé? Nghe quá nhiều câu hỏi dồn dập của anh, lòng tôi vô thức cảm thấy nóng gian lên. Tôi không biết là tôi có nên nói rõ ràng sự thật cho anh biết không? Thấy tôi không trả lời, anh càng lúc càng quính lên. Muối, trả lời anh đi, em thấy trong người thế nào? Ở đâu không khỏe hả? Đứng trước mặt anh, Mặt tôi ửng đỏ Hốc mắt rưng rưng Tôi đặt tay của mình lên trước ngực Dọc khàn đục đứt quãng Em Em thấy ở đây không khỏe Sao cơ Tôi mím môi nghẹn ngào trả lời Em Có thể Em em sẽ không bao giờ được làm mẹ nữa <laughs> Anh ơi Nam sững người Toàn thân anh gần như bất động tôi nhìn được rõ sự thay đổi chuyển biến sắc mặt của anh từ ngạc nhiên chuyển sang đau lòng anh nhìn tôi một lát lại khẽ cất tiếng hỏi không thể làm mẹ được tôi gật gật đầu rưng rưng nước mắt phải không thể làm mẹ được anh không trả lời chỉ kéo tôi đến rồi ôm lấy tôi siết thật chặt tôi như có được chỗ chút ra vừa khóc vừa nói không ngừng bác sĩ nói là do lúc trước em xảy thai nên bây giờ mới không thể <laughs> anh ơi em sợ lắm ngày hôm qua em đã khóc nhiều lắm hôm nay cũng khóc nữa sáng nay em đi bệnh viện để khám lại em muốn đi khám thật nhiều nơi chỉ gần một nơi nói em còn cơ hội em nhất định sẽ không bỏ cuộc nam ôm lấy tôi giọng anh cũng nghẹn đắng sao phải như vậy hả em tại sao em lại giấu anh tôi vùi mặt mình vào ngực anh nước mắt nước mũi tèm lem trước mặt em định sẽ gẫm nói với anh cho đến khi đến khi nào đến khi em bỏ anh mà đi luôn hả muối em có nghĩ cho anh không có thấy thương anh không tôi gật gù mếu máo em có nghĩ cho anh cũng vì nghĩ cho anh mà em em sợ nam hít một hơi anh dường như cũng lau vội nước mắt em sợ gì em thì còn sợ gì nữa em cứ thích bỏ đi là bỏ đi em cứ thích ôm nỗi buồn một mình em lại rất thích xem anh là người dưng em không có em không xem anh là người dưng em không xem anh là người dưng thì tại sao lại không nói cho anh biết bộ em nghĩ anh sẽ vì em không có con mà từ bỏ em sao em nghĩ anh tệ đến mức đó sao hả muối tôi buông anh ra vừa lắc đầu vừa nói không em chỉ không tin là là em có thể mang lại hạnh phúc cho anh em không tin em sẽ bỏ qua được chuyện em không có con mà có thể sống với anh cả đời là tại em tất cả là tại em hết nam đưa tay lau nước mắt trên mặt tôi hốc mắt anh ửng hồng ngực áo cũng ướt đẫm nhăn nhúm hết cả lên khẽ vuốt ve mặt tôi giọng anh chân thành dịu dàng hết mức có thể ngốc ạ à, bây giờ là thời đại nào rồi em còn bận tâm về những chuyện đó có con cũng được không có con cũng được. Miễn là em chịu ở bên cạnh anh. Cho dù không có con, anh vẫn cảm thấy rất tốt. Tôi mím môi, lý nhí trả lời. Bây giờ gì thế này? Nhưng sau này, không thế này nữa thì làm sao hả anh? Anh vỗ vỗ lên đỉnh đầu tôi, giọng cũng nhẹ nhàng hơn hẳn. Không có chuyện sau này xảy ra, anh không phải là loại người không giữ lời hứa. Bất quá nếu em thấy không vui chúng ta có thể xin con nuôi anh không nghèo anh có thể làm bất cứ thứ gì em muốn miễn em đừng bỏ anh đi như thế nữa còn con gái hay con trai em muốn nuôi đứa nào cũng được ngày mai nuôi luôn hay là để sau này mới nuôi em lên tiếng anh sẵn sàng đáp ứng tôi nhìn anh nhìn thấy sự chân thành của anh lại nghe được những câu chân thành kia tự dưng lại như tiếp cho tôi thêm sức mạnh vượt qua được bất hạnh của bản thân mình anh nói đúng. Bây giờ đã là thời đại nào rồi? Bây giờ đã là thế kỷ 21 rồi đấy. Ngừng một lát, anh khẽ cười rồi nói. Em còn chưa đồng ý quay lại với anh, mà đã lo đến chuyện sinh con rồi sao? À, em là người có kế hoạch từ khi nào vậy? Anh à, sao anh lại không biết nhỉ? Nghe anh hỏi đều, tôi lấy tay đấm vào ngực anh một phát, đỏ mặt trả lời. Em, em thấy tôi không trả lời anh lại ôm lấy tôi nhỏ giọng thủ thì ở bên cạnh anh đi không có con cũng được chúng ta sẽ sống với nhau như một cặp đôi đang yêu chỉ có yêu nhau yêu nhau thật nhiều mà thôi anh không hứa lúc nào cũng ở bên cạnh em nhưng anh hứa sẽ đem đến cho em cảm giác an toàn nhất an nhiên nhất lòng tôi thoáng mềm nhũn vì câu nói của anh cảm giác tim mình đập liên hồi rất mạnh chẳng hiểu sao tôi lại có cảm giác tin anh nhiều đến như vậy tin tưởng thật nhiều khẽ hít một hơi thay vì cứ lo sợ chi bằng tôi thử một lần xem sao cũng là câu nói quen thuộc là vì anh tốt nên em chọn anh ngước mắt lên nhìn anh tôi cười dịu dàng vâng em tin anh trong giây phút tôi đồng ý với anh tôi cũng là đang đồng ý với sự thỏa hiệp của chính bản thân mình nếu trước kia tôi có thể chọn cách yêu không suy nghĩ thì bây giờ sao lại không thể chọn thêm một lần nữa có con hay không có con có thể sẽ rất quan trọng nhưng nó lại không quan trọng bằng anh ngày hôm sau có kết quả nam cùng tôi đến bệnh viện anh sợ là tôi sẽ vì tự tin mà bỏ đi mất bước ra khỏi cánh cửa phòng bác sĩ tôi nhìn anh anh lại nhìn tôi bọn tôi nhìn nhau thật lâu thật lâu Bất giác cả hai cùng bật cười lên như những đứa trẻ được cho kẹo, khiến những người xung quanh ai nấy đều nhìn bọn tôi với ánh mắt tò mò và kỳ thị. Nam quay sang nhìn tôi, vẫn là nụ cười tươi giói trên môi. Em, em khám ở bệnh viện nào dưới quê, anh rất muốn xuống dưới đó dở nóc bệnh viện lên cho rồi. Khám điên khám khủng mà cũng có thể làm bác sĩ. Tôi kéo anh qua một bên để nhường chỗ cho những người khác đi vào. Đứng trước mặt anh, tôi như người trên mây khẽ hỏi anh anh đánh em một cái xem em có đang nằm mơ hay không nam véo lấy mũi tôi anh cười là thật là sự thật một trăm tôi nhìn anh có chút không tin tưởng hỏi lại vậy là em em không có vô sinh đúng bác sĩ còn nói chắc chắn em đang trong thời điểm dễ dàng thụ thai nhất sức khỏe sinh sản vô cùng tốt là thật nam kéo tay tôi anh cười gian nếu em không tin bây giờ chúng ta về nhà thử qua một lần đi anh đưa em về tôi đấm vào ngực anh đến bây giờ mới dám thả lòng cơ thể mình ra một cảm giác vui sướng từ từ lan tỏa đến anh là người theo chủ nghĩa cơ hội à vừa nói hai bọn tôi vừa nắm tay nhau ra khỏi cổng bệnh viện ngày trước còn là bão rông hôm sau lại thấy trước mắt là cầu vồng Tôi ngước mắt lên trời cao, một lần nữa, lại một lần nữa cảm tạ ông trời đã dơ cao, đánh khẽ. Cho tôi thêm một cơ hội, đường đường chính chính ở bên cạnh Nam. Tôi chỉ sợ là kết quả xấu, chứ kết quả tốt thế này, Nam có muốn chạy đằng trời cũng không thoát được tôi. Tôi nhìn sang Nam, thấy trên mặt anh vẫn là nụ cười mãn nguyện và hạnh phúc. Xem như trong cái rủi lại có cái may, cũng nhờ kết quả xét nghiệm dởm kia mà tôi mới biết được là anh có suy nghĩ nào nếu như tôi không có con được qua những gì vừa xảy ra tôi lại càng thêm một lý do thật chắc chắn để níu bước chân mình không chạy đi khỏi anh anh tốt như vậy yêu thương tôi như vậy chân tôi tự dưng mỏi rồi tôi không muốn chạy đi đâu nữa cả vì để cho chắc ăn sự thật tôi không bị vô sinh Tôi có gửi kết quả khám ở bệnh viện lớn cho mấy nơi khác để đối chiếu. Các kết quả đều thể hiện rằng tôi không hề bị mắc chứng vô sinh. Rất có khả năng phòng khám ở dưới huyện nhầm kết quả của tôi với người khác. Nhầm thì cũng chẳng sao, nhưng kết quả nhầm kiểu này tôi lại sợ kết quả của tôi với con bé út bị hoán đổi cho nhau, vì tôi với con bé khám cùng một lúc. <laughs> Mà nghĩ đúng là chán thật cuộc đời tôi toàn là nhận những sự nhầm lẫn tai hại từ các vị lương y như từ mẫu. Tôi với bọn họ chắc chắn là có thủ án gì ấy nhỉ? Chứ ai lại bị nhầm hết lần này đến lần khác như vậy đâu. Buổi tối, sau khi gọi cho ba, bảo là vài hôm nữa tôi sẽ về. Tôi ngã người ra ghế, cười tùm tìm một mình. Khi nãy, ba tôi mới nói bóng gió rằng con gái của chú Bảy trong xóm vừa mới sinh được thằng cu nhóc rất kháu khỉnh ông lại ậm ờ ý muốn tôi cũng mau chóng lấy chồng đi giờ ngồi nghĩ lại lại thấy hơi nôn nôn trong lòng gì chứ tôi cũng muốn làm cô dâu một lần nữa muối đang nghĩ gì mà cười một mình vậy nam vừa hỏi vừa ngồi xuống ghế bên cạnh tôi anh đưa cho tôi một đĩa trái cây nhỏ rồi lại hỏi thêm hôm nay ở lại không nghe anh hỏi tôi tự dưng lại đỏ mặt lời nói cũng có chút ngại ngùng không em về nam kéo tôi lại gần anh đút một trái dâu nhỏ vào miệng tôi anh cười có chút ma mị em ở nhà của vi mãi em không thấy ngại à tôi trốn ánh nhìn của anh lý nhí trả lời ngại cái gì nhà vi rộng lớn vợ chồng nó lại đi suốt với lại em ở mấy hôm nữa là về rồi nhà của nó cũng coi như Chồng nhà giúp nó ờ Giờ anh mới biết bạn em nghèo đến mức không có tiền thuê vệ sĩ. Phải nhờ đến thân gái như em giữ nhà giúp. Hề, hey, đúng là khó tin thật. Tôi quay mặt qua chỗ khác, không thèm trả lời anh nữa. Anh không cần nói nhiều, em quyết định sẽ không ở lại đâu. Được thôi, em muốn sao cũng được, anh không ép. Trước hay sau gì thì anh cũng rước em về được. Gà muốn ngon thịt ý, phải thả rông vài tháng. Má nữa bà đây mà ví giống như con gà anh lại không muốn sống rồi nam ơi anh vừa cười gian xảo vừa nói với tôi dứt câu liền nhai một trái dâu với vẻ ma mị quyến rũ tôi xì một cái rồi quay qua chỗ khác vừa ăn trái cây của mình vừa xem tivi để mặc anh với mớ suy nghĩ quái đản của mình ngồi thêm được một lát tôi nghe có tiếng chuông điện thoại vang lên là số của con bé út vừa bắt máy đã nghe thấy tiếng con bé khóc tu tu trong điện thoại chị muối ơi chị muối em thương chị quá chị muối ơi <laughs> nghe con bé khóc tôi giật mình ngồi bật dậy lo lắng hỏi gấp em nói cái gì vậy út có chuyện gì ba em có chuyện gì hả dạ không là 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 chị em nói <laughs> em nói là em thương chị tôi ngạc nhiên hỏi lớn thương chị là chuyện gì <laughs> chị em thấy kết quả khám bệnh hôm trước rồi em thấy hết rồi <laughs> là tại em tại em nên chị mới khoan em nói cái gì chị không hiểu tiếng con bé thút thít rừng rừng nước mắt hôm trước hôm trước nếu như em không tham mấy triệu thì chị đã có thể sống vui vẻ rồi em nghe bác hai nói chị đi đâu mà anh nam không tìm được chị muối ơi tham mấy triệu út Mấy triệu gì? Em nói rõ hơn cho chị nghe được không? Bé Út ngừng khóc, nó nói với giọng run rẩy. Dạ, có một cô cho em 2 triệu, bảo em, bảo em dắt chị đi khám phụ khoa. Chỉ cần đi tới bệnh viện khám là cho em, cho em tiền. Em nghĩ là chiêu trò của phòng khám, đâu nghĩ là làm cho chị buồn đâu. <laughs> là lỗi của em, lỗi của em. <laughs> Khoan. Có người cho bé Út 2 triệu? chỉ để dắt tôi đến phòng khám phụ khoa chuyện gì rốt cuộc là ai bày trò gì con bé út khóc lóc một hồi rồi cũng thôi tôi cố an ủi nó cũng không quên dặn dò nó đừng nói cho ai nghe chuyện này nhất là với ba tôi chuyện này chỉ là hiểu lầm tôi không muốn ông nghe được rồi lại buồn tắt máy tôi kể hết mọi chuyện cho nam nghe anh cau mày đăm chiêu một lát rồi mới đi gọi điện thoại cho hiểu nhờ điều tra về phòng khám ở dưới quê. Chuyện lần này nhất định là có kẻ bày trò. Mà tôi thì chỉ nghi ngờ duy nhất có một người. Tối hôm đó, sau khi đưa tôi về lại nhà Vi, Nam có quay sang hỏi tôi. Muối, em nghĩ sao về chuyện con bé út nói? Tôi nhìn lại anh, tôi biết rõ là anh đang suy nghĩ cái gì. Cũng không muốn giấu giếm anh làm gì. Tôi thẳng thắn trả lời. Em nghĩ chuyện này là do Lệ Ánh làm. Mặc dù em không có bằng chứng Nhưng em nghĩ chắc chắn là cô ấy Nam nhìn tôi bằng ánh mắt phức tạp Một lát sau tôi mới nghe thấy anh thở dài trầm ngâm Anh... Anh cũng nghĩ vậy Tôi không trả lời Chỉ biết nhìn theo gương mặt sầu muộn của anh Thực ra đến giờ phút này Những trò bị ổi như vậy Chỉ có thể là do một tay lệ ánh gây nên Tôi không có thủ hàn gì với ai Mà dai dẳng như với lệ ánh cả cũng không có ai nghĩ ra được mấy chiêu thâm độc như vậy ngoại trừ lệ ánh lệ ánh đúng là thâm độc cực kỳ cái chiêu đánh vào tâm lý phụ nữ mạnh mẽ như vậy mà cô ta cũng có thể nghĩ ra được nếu tâm lý tôi không vững thì có phải là trúng kế à ta rồi không đúng là độc phụ suốt ngày chỉ biết tìm cách hãm hại người khác tôi còn đang suy nghĩ vu vơ thì lại nghe giọng nam cất lên anh cũng không biết lệ ánh có còn là lệ ánh ngày xưa không nữa càng điều tra nhiều anh lại càng cảm thấy bản thân anh thất bại trong cách nhìn người thực sự quá mức thất bại tôi vỗ nhẹ lên vai anh coi như là thay lời an ủi tôi hiểu hết được những phiền muộn trong lòng anh đến bây giờ chỉ mong anh có thể giữ vững tâm lý mà giải quyết ổn thỏa hết cả mọi chuyện của lệ ánh trưa hôm sau tôi và nam về quê tôi một chuyến sau khi ăn cơm trưa ở nhà chú thím xong tôi và anh nhanh chóng đi đến phòng khám của bệnh viện huyện hôm nay phòng khám vắng người lúc đi vào cũng không quá đông đàn em của nam đã ngồi sẵn trước cửa phòng làm việc riêng của vị bác sĩ trẻ hôm nọ thấy bọn tôi đến một người cung kính đứng dậy nói anh nam anh hiểu đang ở bên trong nam gật đầu cửa phòng được mở hai bọn tôi từ từ đi vào bên trong bước vào trong phòng Tôi nhìn thấy vị bác sĩ trẻ hôm nọ đang ngồi ngay đơ trên ghế làm việc, mặt mũi cô ta xanh mét, hai mắt ửng đỏ vì sợ hãi. Hiểu thì đang ngồi nhìn cô ta chăm chăm đầy sát khí. Tôi liếc mắt nhìn sang hiểu, kể từ khi gặp lại Nam, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu ta. Thấy tôi nhìn, hiểu mỉm môi cười rực rỡ, vẫn là bộ dạng cả chớn như ngày nào. "Chị dâu, em về muộn, hôm nay mới gặp được chị đây." Tôi đi đến vỗ vai cậu ta cái bốp, thực sự cảm thấy rất vui vẻ. Còn phải nói, cậu nên hành động đi, cậu biết tôi cần gì mà. <laughs> em có mua quà cho chị, mua nhiều lắm, chị cứ từ từ mà hưởng thụ. Được, về Sài Gòn tôi sẽ tự mình kiểm tra quà của cậu. Hai bọn tôi gặp lại nhau vẫn vui vẻ như ngày nào. Thoáng chốc, tôi lại thấy thời gian dường như quay lại thời điểm 3 năm về trước, lúc nào cũng vui vẻ như vậy. Quay lại vấn đề chính, Tôi và Nam ngồi xuống đối diện với vị bác sĩ trẻ. Tôi thấy cô ta cả người run rẩy, mặt mũi trắng bệch, thật ra cũng có chút thương. Tôi mới nhẹ giọng hỏi, "Bác sĩ, chuyện kết quả khám sản khoa của tôi là có người bắt cô làm kết quả giả?" Vị bác sĩ đưa cặp mắt run rẩy lên nhìn tôi, cô ta gật gật đầu, bộ dáng rụt rè, giọng khàn khàn đứt quãng vì sợ hãi. "Dạ Dạ có người Có người cho tôi tiền Tôi ngồi thẳng dậy Tiếp tục hỏi Người đó là ai cô biết không Cô ta gật gật đầu Dạ dạ biết ạ Lần này đến phiên nam Anh đưa ra hai tấm ảnh để trên bàn Giọng anh uy nghiêm Như phát ra hơi lạnh Là ai trong hai người này Tôi nhìn về vị bác sĩ trẻ Bàn tay cô ta run run chỉ vào ảnh của Mụ Hiền là bà này chính là bà này bốp nam tức giận đập thật mạnh lên bàn anh dùng nhiều sức đến nỗi mặt bàn cũng muốn nứt ra tôi nhìn thấy gương mặt căng cứng của anh từng đường gân xanh đều hiện rõ lên trán đưa tay vỗ nhẹ lên tay anh tôi khẽ nói anh anh bình tĩnh lại đã hiểu cũng đi đến chỗ tôi cậu ta hỏi anh nam bắt mụ hiền lại không Nam suy nghĩ một lát, anh lắc đầu, giọng điệu không nghe được là buồn bã hay tức giận. Từ từ đã, cho người canh chừng nhà của lệ Ánh, tuyệt đối không cho cô ta và bà Hiền đi ra bên ngoài. Tôi nhìn anh, tôi biết là anh đang chờ cái gì. Lần này không bắt người lại là vì không muốn kinh động đến chuyện lớn sắp tới. Có lẽ chuyện lệ Ánh giả gần như là chắc chắn hoàn toàn rồi. Bất chợt tôi lại suy nghĩ đến chuyện gì đó khẽ quay đầu nhìn về phía vị bác sĩ đang bị giữ chặt kia tôi hỏi có chút gấp kết quả khám vô sinh cô đưa cho tôi là của ai của cô tự có hay là của người đàn bà kia đưa cô gái khóc thút thít nước mắt ngắn dài là là của người đàn bà ấy đưa cho tôi 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 vẫn còn giữ ở đây cô đưa cho tôi xem thử cô gái cúi đầu mở ngăn tủ lấy ra một túi đựng hồ sơ bên trong có các loại giấy tờ xét nghiệm thăm khám y như kết quả khám bệnh của tôi kết quả cuối cùng vẫn là kết luận nữ vô sinh tôi đọc qua một lượt rồi lật lại trang đầu tiên xem lại một lần nữa phía trên ghi tên người khám tôi đọc lại một lần không được lại đưa mắt đọc sát thêm một lần nữa hình như tên là lệ lệ xương phải là lệ xương đây là hai chữ lệ xương tôi có chút chấn kinh trong lòng lệ xương Tên này có chút liên quan đến lệ ánh. Vội vàng đưa cho Nam đọc lại. Anh cũng đọc ra tên là Lệ Sương. Đến cả Hiểu cũng đọc ra Lệ Sương. Cả ba bọn tôi nhìn nhau. Trong ánh mắt mỗi người tràn ngập tia kinh hoàng. Vẫn là Hiểu lên tiếng trước. Thấy chưa? Em nghi con này lâu lắm rồi mà. Tôi nhìn Hiểu. Nháy mắt bảo cậu ta đừng nói nữa. Gương mặt Nam càng lúc càng xa sầm lại. Đen thui không thấy được mùa xuân tôi biết nam đang bị cái gì anh là đang bị sốc đến tôi còn sốc thì đừng nói là anh bước ra khỏi cửa phòng khám nam đi trước tôi và hiểu đi theo sau cả ba bọn tôi đều không dám nói với nhau câu nào cả nếu tôi đoán không nhầm thì kết quả khám bệnh kia là của lệ sương người quen nào đó của lệ ánh hoặc có khi kết quả đó chính là của cô ta không nghĩ đến thì thôi Nghĩ đến tôi lại thấy dùng mình nổi hết cả da gà. Đợi có kết quả chính xác từ chỗ Nam, nếu sâu chuỗi lại tất cả sự việc, rất có thể tôi sẽ bị sốc tinh thần trước hàng loạt âm mưu thâm độc của lệ ánh mất. Đúng là cái tâm đàn bà, không độc thì thôi, mà đã độc thì không ai dám độc bằng. Chiều hôm ấy, tôi và Nam về thẳng Sài Gòn. Nam đi cùng hiểu có việc, tôi thì về lại nhà Vi, ngồi nhâm nhi cà phê, rồi lại nghĩ linh tinh một số chuyện. Về chuyện của Lệ Ánh, cô ta không phải là cô bé năm xưa từng cứu Nam, điều đó có thể chắc chắn được 70%. Nhưng tôi lại không hiểu được lý do vì sao cô ta biết được chuyện của cô bé năm xưa từng cứu Nam. Rồi, nếu thật như là vậy thì Lệ Ánh thật đâu? Cô ta hiện tại đang ở đâu mà Nam tìm mãi vẫn không thấy xuất hiện. Còn nữa, còn chuyện kết quả xét nghiệm vô sinh kia nữa rốt cuộc thì đó là kết quả của ai là của lệ ánh mua được của ai đó hay thậm chí là của chính bản thân cô ta nếu là mua của ai đó thì không nói nhưng nếu như là của cô ta khoan nếu là của cô ta vậy thì tôi ngồi bật dậy tay chân có chút run run ngồi lẩm bẩm lại chuyện của ba năm về trước chờ thấy vợ chồng con vi vừa về Tôi liền nhào đến hô hoán với con bạn thân. Vi, mày còn nhớ bà đào bác sĩ không? Còn Vi chố mắt ra nhìn tôi. Nó gật gật. Nhớ, nhưng mà để làm gì? Mày giúp tao lôi cổ bà ấy tới đây được không? Lôi cổ á? Tôi cười nhạt, nói lại từng chữ. À không phải, là bắt cóc. Bắt cóc bà ấy đến đây. Tao nghĩ chuyện tao xảy thai lúc trước là có liên quan đến bà tao và Lệ Ánh. Hai vợ chồng con Vi nhìn nhau đầy kinh ngạc tôi lại quay sang nói với Dương, chồng Vi. Anh Dương, anh giúp em chuyện này được không? Dương nhìn tôi, tôi thấy anh ấy cười cười rồi gật đầu. Được, anh cho người giúp em. Chợt nghĩ đến Nam, tôi lại bồi thêm một câu nữa. Đừng để cho Nam biết nha anh, anh giúp em nhé. Nhìn thấy Dương gọi điện cho đàn em, bà tôi chỉ biết thở dài. Tôi không muốn nói cho Nam biết, vì sợ anh sẽ không chịu đựng nổi những thông tin tiêu cực từ lệ ánh tôi nghĩ chỉ riêng chuyện lệ ánh giả làm lệ ánh thật cũng đủ khiến anh đau đầu mệt mỏi lắm rồi thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện tôi không muốn nhìn thấy anh khổ sở đau lòng chuyện gì tôi giải quyết được tôi sẽ tự mình giải quyết chưa đến một tiếng sau mụ đào bị lôi cổ đến nhà của vi sau khi cha nạt hỏi các kiểu, thì cuối cùng bà ta cũng khai hết toàn bộ sự thật bị che giấu suốt ba năm về trước. Tôi và con Vi cùng nghe, rồi cùng căm phẫn đến nhịn không được mà nhào đến chỗ mụ ta đánh túi bụi. Tôi chưa từng nghĩ rằng, chưa từng nghĩ một con người tri thức nhân danh lương y như mụ ta mà lại làm ra những chuyện bỉ ổi như vậy. Chính mụ ta, chính là mụ ta đã tiếp tay với lệ ánh để hại đứa con tội nghiệp của tôi trời ơi tôi được con vi đỡ lấy tay tôi run rẩy chỉ vào mụ đào đang nằm vật vã trên sàn nhà tôi tức đến mức nói không rõ chữ bà chính bà chính bà đã đưa thuốc phá thai cho tôi uống đúng không mặt mụ đào sưng vù mụ ta vừa khóc vừa nói <laughs> phải phải tôi lại tiếp tục hỏi là là khi nào chính xác là bà cho tôi uống thuốc từ khi nào mụ đào gắng gượng quỳ lên trên sàn nhà mụ ta vừa nói vừa cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mặt tôi lúc lúc cô đến khám lần đầu tiên trong mấy viên tôi cho cô uống để giảm đau bụng đó, đó, đó là thuốc phá thai. Quả nhiên là như thế. Tôi vùng người dậy rồi đi thật nhanh đến chỗ Mụ Đào, tay nắm được bình hoa sứ đang trưng trên kệ. Tôi không nghĩ gì nhiều, liền dùng bình hoa đập thẳng vào người Mụ ta. Bình hoa sứ đập vào lưng Mụ Đào rồi rơi xuống sàn nhà, vỡ nát ra từng mảnh. Nước mắt của tôi cũng không kìm được mà rơi xuống cõi lòng tôi quặn thắt lên từng cơn tê dại. Tại sao bà làm như vậy? Tại sao bà lại hại con tôi? Tôi có thù gì với bà không? Tôi có thù gì với bà không hả? Mụ đào quỳ dạp xuống sàn nhà. Mụ ta vừa quỳ, vừa van lệ. Muối, tôi xin cô mà muối. Là, là tôi ham tiền, tôi làm chuyện ác. Mấy năm qua cũng đủ khiến tôi ám ảnh nhiều lắm rồi nói rồi bà ta lại quay sang nhìn vi vi ơi con giúp gì nói với muối một tiếng đi chồng con của dì không có tôi đừng hại họ đừng hại họ mà vi vi cũng nhạt giọng cất tiếng dì đào tôi không giúp gì được đâu con người dì mất nhân tính đến mức hại người khác dì làm được thì hậu quả dì phải chịu được đừng van xin ai vô ích người đâu gọi điện thoại về nhà bà ta trước rồi nhốt bà ta vào trong kho. Mụ đào bị kéo lê xuống dưới. Bên tai tôi vẫn văng vẳng nghe tiếng mụ ta xin tội. Nhìn mụ ta rất đáng thương. Nhưng tôi lại không có cách nào bỏ qua cho mụ ta được. Nói lệ ánh ác, nhưng mụ ta có thua lệ ánh chút nào đâu. Chỉ vì mấy đồng tiền dơ bẩn mà nhẫn tâm giết chết một mạng người. Tôi ngồi sụp xuống sàn nhà, vừa khóc, vừa đưa tay ôm lấy bụng tôi không biết phải làm gì bây giờ nữa tôi không biết phải làm cách nào mới có thể không nghĩ về đứa con tội nghiệp của tôi tôi thực sự không biết vi ngồi xuống cùng với tôi nó ôm lấy tôi giọng khàn khàn đứt quãng được rồi được rồi muối được rồi tôi vừa khóc vừa trả lời vi vi còn tao ra đi vì hai kẻ không có tính người đấy vi còn nó hại con của tao, đứa con tội nghiệp của tao, nó có biết gì đâu, nó còn không biết cái gì mà. Ừ ừ, tao biết rồi, tao cùng mày đi trả thù, được không? Thôi, nín đi, nín đi muối. Hai đứa bọn tôi ôm nhau khóc rất lâu, rất lâu, khóc nhiều đến mức mắt tôi cũng gần như mờ đi, không nhìn thấy rõ được phía trước. Có lẽ ngày hôm nay là ngày mà tôi sẽ không thể nào quên được. Tôi có lỗi với con của tôi, có lỗi với bé con rất nhiều. Con ơi, mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi con. Mụ đào bị nhốt cách ly trong nhà kho. Mụ ta khai là do Lệ Ánh bỏ ra số tiền rất lớn để ép mụ ta làm cho cô ta một kết quả mang thai giả. Để tăng tính tin cậy, mụ đào còn nhờ người quen ở bệnh viện lớn ký xác nhận cho ánh để cho nam tin tưởng là lệ ánh hoàn toàn mang thai chứ không phải là do giàn dựng một sự tính toán thông minh và cẩn trọng của lệ ánh cô ta thật sự tính toán rất đáng sợ còn tôi tôi cứ ngây ngô nghĩ rằng mụ đào là người quen của vi nên cứ có gì không ổn là đến đó để khám bệnh tôi đâu biết được rằng chính từ sự tin tưởng tuyệt đối đó mới là thứ hại đứa con bé nhỏ của tôi ngay từ lúc biết tôi hay qua lại phòng khám của mụ đào thì lệ ánh đã cho tai mắt để ý chỉ chờ tôi sơ hở là ả à ta thực hiện âm mưu đen tối của mình sau khi biết tôi có thai mụ đào giấu giếm thông báo cho lệ ánh sau đó hai người bàn bạc xử lý cái thai của tôi đi viên thuốc mụ đào cho tôi uống ở tại phòng khám để làm giảm đau bụng kinh. Thực chất là thuốc phá thai. Còn tôi cứ như thế mà không còn nữa. Càng nghe, càng nghĩ, lòng tôi lại càng đau quặn lên vì đau đớn. Đến giờ phút này thì tôi đã không thể giữ được sự hiền lành được nữa rồi. Ngồi trên giường nhìn ra cửa sổ ngoài kia. Con của tôi không thể chết oan như thế được cả mụ đào và lệ ánh cả hai đều phải trả giá tôi khẽ cười lạnh một tiếng <laughs> lệ ánh ngày tàn của mày sắp đến rồi sáng hôm sau tôi dậy khá sớm mà nói đúng ra thì cả đêm qua tôi không ngủ được lúc khuya nam có gọi cho tôi anh hỏi tôi sáng có đi cùng với anh về bạc liêu một chuyến không nghe anh nói sơ hình như là tìm được manh mối của lệ ánh thật tôi suy nghĩ một lát rồi trả lời là không đi sáng tôi đi có công chuyện với cả vi nói là nói như vậy thôi chứ hôm nay tôi bận phải đi tìm lệ ánh tôi với cô ta cũng nên một lần giải quyết ân oán cho rõ ràng trước khi cô ta bị nam vạch mặt chứ đợi qua ngày mai tôi e là tôi không động đến cô ta được nữa vì chẳng biết khi sự thật về thân phận của cô ta được phanh phui, Nam sẽ làm gì cô ta? Tôi vẫn nên đi trước một bước thì hơn. Con Vi ôm một thùng đồ rất lớn bỏ ở giữa nhà. Nó vẫy vẫy tôi rồi cười toe toét hỏi. Muối, mày chọn vài món đi, lát còn đi trả thù. Tôi hơi nghi ngờ nhìn về phía nó, đi đến ngó vào trong thùng. Ôi cha mẹ ơi, giật hết cả mình tôi làm ra vẻ mặt khó hiểu, quá to. mày gom ở đâu ra cả một thùng vũ khí thế hả con điên kia? vì nó vỗ ngực đầy tự hào. hơ, của chồng tao đấy. này, mày thích chơi cái nào? không thì uh, phi tiêu nhá. có cả côn nhị khúc nữa này. thì mày thích cái nào, tao có cái đó ngay. tôi hỏi lại. để làm gì? ơ ờ, hay hỏi lạ. đi trả thù lệ ánh chứ còn làm gì nữa? tôi lắc đầu cảm thấy con bạn của tôi càng ngày càng hung hăng chẳng khác gì chồng của nó cả đóng cái thùng lại tôi mới nói đi trả thù chứ không phải đi lấy mạng người khác tao không có cái quyền đó mày hiểu chưa vậy mày định làm gì con ánh đừng nói với tao là qua đó ngồi đàm đạo ăn bánh uống nước trà nhé tôi cười nhạt tự tin có thừa tao có cách riêng mày cứ đi theo tao là được lúc tôi đến trước cửa căn hộ chung cư của lệ ánh đằng trước cửa nhìn thấy có rất nhiều đàn em của nam đang canh chừng thấy tôi và vi bước đến bọn họ cung kính chào chúng tôi một tiếng rồi nhanh chóng mở cửa cho chúng tôi vào trong cửa vừa được mở từ bên trong tôi đã nghe giọng của lệ ánh vang lên anh nam anh đến rồi à à thì ra lệ ánh nghĩ là nam đến <laughs> đáng thương quá phải không gương mặt tươi cười của lệ ánh vụt tắt khi cô ta nhìn thấy tôi cô ta cười khinh một cái vẻ dịu dàng hiền lành được thay bằng vẻ gian ác cô ta đi xuống ghế sofa ngồi ngả người ra rồi lôi dưới gầm ghế ra một hộp thuốc lá cùng với cái gạt tàn cô ta vừa châm một điếu vừa thả khói phì phò giọng khác hẳn đến đây làm gì Cút về nhà cô đi Tôi cười nhạt Rồi cùng Vi kéo ghế ngồi xuống Tôi ngồi vắt chéo chân Nhìn cô ta chăm chú <laughs> Đến ý Để nói chuyện với mày một lát Sợ là vài hôm sau ấy Mày không còn nữa Tao lại không kịp đến hỏi thăm mày Lệ ánh trừng mắt ra nhìn tôi Cô ả à cười lớn <cười> Tao không sống nổi á <laughs> Mày nghĩ sao mà nói tao như thế nhỉ?" Tôi ngồi thẳng dậy, mắt trừng to. "Mày muốn ra đi ngay bây giờ không? Tao sẽ cho mày toại nguyện." Nhìn thấy dáng vẻ hung hăng của tôi, Lệ Ánh chắc là cảm nhận được có điểm gì không đúng. Cô ta gạt điếu thuốc và gạt tàn, ánh mắt dè chừng. "Mày, mày nói vậy là có ý gì? Mày muốn gì, nói thẳng ra đi." Tôi cười nháy mắt cho vi vi liền gật đầu rồi cho người lôi mụ đào nửa sống nửa chết vào trong tôi quan sát lệ ánh thấy cô ta từ bình thường dần dần chuyển sang ngạc nhiên cuối cùng là kinh hoàng nhưng nhìn chung lệ ánh vẫn là người biết kìm chế mới nửa giây trước giây sau cô ta đã cố tỏ ra bình thường muối mày lôi ai đến đây vậy tôi phủi tay Mày vội cái gì? Mày nên nghe bà ta nói trước rồi hỏi cũng chưa muộn mà." Dứt lời, tôi liền quay sang Mụ Đào, tôi quát to. "Nói đi, tôi cho bà cơ hội đấy." Mụ Đào lẩy bẩy nằm ngã ra dưới sàn nhà, mụ ta vừa nhìn tôi, vừa run rẩy kể mọi chuyện. "Là là là nó, nó đã cho tôi tiền, nó bảo tôi làm cho nó kết quả mang thai giả." Thật ra cơ thể của nó bị vô sinh do phá thai nhiều quá. Lệ ánh nghe đến đây liền căm phẫn quát lớn. Cầm miệng! Bà nói lung tung cái gì vậy? Cầm miệng ngay! Thấy lệ ánh hơi kích động, tôi cho đàn em của Nam đi đến. Giữ chặt cô ta vào trong ghế rồi ra lệnh cho mụ đào tiếp tục nói. Mụ đào nhìn về phía lệ ánh với ánh mắt rực lửa mụ ta thấy lệ ánh bị giữ lại cơ hồ nói cũng mạnh miệng hơn sau đó sau đó canh cô muối canh cô muối có thai ờ, ép tôi phải cho cô uống thuốc phá thai thật ra nó nó có thai đâu mà bị sẩy đều là tôi giúp nó qua mặt cậu kia chính là nó nó lấy tương lai của con gái tôi ra để ép tôi chính là nó tôi lại cười khinh khỉnh, nhìn về phía mụ đào <laughs> bà thôi đi là do bà tham tiền nên mới tiếp tay cho nó tham thì thâm bà kêu cái gì hả nói rồi tôi đứng thẳng dậy đi về phía lệ ánh cô ta giờ đây đang bị mấy người đàn ông giữ chặt thấy tôi đến gần cô ta liền vùng vẫy gào ầm lên mày 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 cút mày mày dám làm gì tao 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 sẽ nói với anh nam phải rồi tao sẽ nói với anh nam tôi đi đến, siết chặt hai má của Lệ Ánh, cười lớn. <cười> Não của mày có vấn đề à? Có vấn đề không? Mày hại con của anh ấy rồi, mày lại muốn anh ấy cứu mày á? À? Mày có bị thần kinh không hả con kia? Lệ Ánh bị tôi siết đến ửng hết mặt, môi cô ta bị ép chua ra, nhưng vẫn ngoan cố chống chế. Tôi, tôi, tôi không biết gì hết, tôi không biết gì hết. Tôi cũng không vội Tay buông mặt lệ ánh ra Tôi dùng sức Tát một cái bên trái Rồi lại tát một cái bên phải Lệ ánh rên lên một tiếng Rồi lại mếu máu khóc la thêm một tiếng Tôi vừa tát Vừa quát lớn Mày nhận tội chưa Hay là mày muốn tao đánh tiếp Càng nghĩ tôi càng điên Tôi liên tục đánh Liên tục tát Tôi dùng lực rất nhiều hoàn toàn không đánh trượt một phát nào lên gương mặt trắng hồng xinh đẹp kia của Lệ Ánh. Trên gương mặt của Lệ Ánh từ từ hiện lên những vết ngón tay in đậm. Khuôn mặt cũng không còn lành lặn xinh đẹp như lúc ban đầu. Tôi vùng tay lên cao, tát một cái thật mạnh. Tôi nói với giọng run rẩy vì tức, "Mày nói đi, mày có nhận tội không hả?" Lệ Ánh lúc này không khác gì người điên. À ta cười lớn. Cuối cùng thì cũng nhận. <laughs> Là tao làm đấy, thì sao? Con <laughs> mày, con mày <laughs> cuối cùng cũng không còn nữa rồi. <laughs> tôi nhìn à ta, ngay lúc này tôi chỉ muốn làm gì đó cho à ta câm luôn, đừng nói bất cứ một cái gì tàn độc nữa. Tôi xoay người nhìn thấy cái ấm trà bằng sứ rất đắt tiền. Không nghĩ ngợi gì nhiều, tôi liền chộp lấy rồi dơ ấm trà lên cao, dùng lực đập thẳng xuống đỉnh đầu lệ ánh. Tôi không xử được nó, nhưng tôi cũng không muốn nó sống yên ổn cho đến khi gặp Nam đâu. Cái ấm trà va vào đầu lệ ánh, vỡ ra thành mấy mảnh lớn. Một vết thương đáng sợ trên đỉnh đầu nó toạc ra. Nhìn thấy lệ ánh bị đập bể đầu, mụ đào liền co rút quỳ dạp xuống đất. Tôi liếc nhìn bọn họ rồi cười nhạt. Sự đau lòng như đan xen vào trong lời nói. Lúc tụi mày bàn với nhau hại con tao, tụi mày có cảm thấy đau đớn như thế này không? Chúng mày, chúng mày không phải là con người. Lệ ánh chảy nước mắt. Cô ta đứng bật dậy, người ngã qua ngã lại, loạn choạng ôm lấy đầu muối anh nam sẽ không tha cho mày tào bị như thế này anh nam nhất định sẽ xử mày đến giờ phút này tôi lại bật cười thật lớn tôi nói <laughs> lệ ánh à không 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 phải gọi mày là lệ sương mới đúng chứ hả trong giây phút hai chữ lệ sương được phát ra lệ ánh liền nhìn về phía tôi với hai mắt mở to. Cô ta đi lại chập chờn gần tôi, thần sắc dọa người khiếp đảm. Mày, mày vừa nói cái gì? Lệ, l, lệ xương, mày nói cái gì lệ xương? Tôi cười lạnh, khóe môi phun ra từng chữ, từng chữ. Lệ xương, lệ xương, mày nghĩ không ai biết mày đang làm cái gì à? Mày có phải là lệ ánh đâu Mày có cứu anh Nam bao giờ đâu Mà lại dám tự nhận như vậy Hừ. Lệ ánh quay cuồng Cô ta hoảng loạn Tự lầm nhầm một mình Rồi ôm lấy đầu gào loạn lên Không 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 Tao là lệ ánh Tao tao cứu anh Nam Mày nói nhảm Tao là lệ ánh Tao chính là lệ ánh Mày nói với tao làm cái gì Mày nên để dành lời để nói với Nam kìa. Tao nghĩ, nay mai thôi, anh ấy sẽ đến gặp mày. Lúc đó, mày tha hồ muốn nói gì thì nói, tao không cản. Lệ ánh ngồi sụp xuống đất, vết thương của cô ta toạc ra. Một mùi tanh từ từ bốc lên, khiến con vi ngồi bên cạnh, phải ôm mặt, nôn thốc, nôn tháo. Tôi cũng cảm thấy khó chịu vì mùi tanh tức tưởi này càng nhìn hai kẻ người không ra người ma không ra ma kia cõi lòng tôi thấy chán ghét vô cùng vừa dìu con vi tôi vừa nói lớn thôi thế này đi nhé hai bọn mày từng bàn nhau hại con tao vậy thì bây giờ cũng nên bàn nhau cách nào để bước ra khỏi căn phòng này tao sẽ cho bọn mày một cơ hội tôi chưa dứt câu mụ đào đã ngồi thẳng dậy nghiêm túc lắng nghe còn về lệ ánh cô ta vẫn cứ rừng rưng như người mất hồn ngồi bề xuống dưới sàn nhà tôi cười lạnh nhìn về phía hai ả à. giọng tôi lạnh lùng, nghiêm túc bọn mày đánh nhau đi ai thắng tao thả người đó ra sau này cũng sẽ không truy cứu đến người đó nữa lại quay sang nhìn lệ ánh tôi cười nhạt cả mày cũng vậy đấy ánh nếu như mày thắng mụ đào Tao sẽ thả mày Nam cũng sẽ không tìm mày hỏi tội nữa Lệ ánh lúc này mới liếc mắt sang nhìn tôi Cô ta run rẩy hỏi lại Mày, mày, mày nói thật Tôi cười. cười, Tao nói thật Vừa dứt câu Lệ ánh đã nhào đến chỗ của mụ đào Cô ả vừa tát Vừa nắm tóc mụ đào ghi xuống sàn từng tiếng chát chát vang lên rõ ràng. Mụ đào bị lệ ánh đánh không thương tiếc, mà mụ đào cũng không phải loại vừa, đứng giữa ranh giới sinh tử, dù mụ ta có lớn tuổi hơn, nhưng sức lực lại như gái 17. Lệ ánh tát một cái, mụ ta tát lại hai cái, mụ ta tát cái nào cũng rõ mạnh, đến tôi đứng nhìn cũng cảm thấy rát da rát thịt tiếng hai người đàn bà vừa đánh vừa mắng nhau ỏm tỏi hai người bọn họ chửi nhau với lời lẽ thô tục nhất có thể tôi nhìn bọn họ bỗng dưng cảm thấy hả dạ trong lòng bọn họ hại con của tôi nhưng tôi lại không thể hại họ được mạng người là mạng người cho dù có thủ oán cũng không thể nào vượt qua đạo đức để hại người được xã hội này thương xót cho người bị hại chứ không thương xót và dung túng cho kẻ sát nhân tôi ngàn lần cũng không có ý nghĩ sẽ xử một trong hai người bọn họ tôi chưa từng nghĩ đến điều đó nhìn hai con ác thú đang vật nhau tranh giành sự sống tôi lúc này chỉ biết cười khinh mà nhìn trả thù không nhất thiết phải động tay động chân quá nhiều cứ đứng im nhìn hai con ác thú sát hại lẫn nhau đó là cách trả thù nhàn nhạ nhất mà tôi suy nghĩ ra được hai con người này bẩn lắm tay bọn họ dính đầy vết nhơ rồi tôi không muốn chạm thêm vào họ vì sợ dơ bẩn mặc cho bọn điên đó đang đánh nhau tơi bời tôi liền quay lưng dìu con vi ra ngoài để mấy tên đàn em cùng trông coi hai con ác thú đó đứa nào ngất trước thì lôi ra cấp cứu cho sống rồi tách bọn họ ra Lệ Ánh sẽ không thể đi đâu khác ngoài ở yên trong căn chung cư này, đợi Nam đến hỏi tội. Còn Mụ Đào, tôi sẽ thả mụ ta ra, nhưng không phải là bây giờ. Sẽ chẳng còn gì nhục nhã và căm phẫn hơn khi một trong hai người bọn họ thắng nhưng lại không được ra ngoài. Tôi muốn cho họ nếm trải đủ tất cả những hương vị của sự bất hạnh, giống như tôi và Nam đã từng trải qua có đôi khi ra đi cũng không giải thoát được hết những tội ác mà hai con người đó đã gây ra tôi muốn họ sống phải sống dằn vặt cho đến khi nào nhắm mắt thì thôi bước ra khỏi cửa nhà nước mắt tôi tự dưng lại chảy dài xuống má khi nãy uất ức quá nhưng không khóc bây giờ lại rơi nước mắt mà khóc đôi chân bước ra khỏi cửa phòng cõi lòng tôi như nhẹ nhõm và thanh thản hơn rất nhiều tôi tôi không thể làm gì khác cho đứa con bé nhỏ đáng thương của tôi bằng việc trả thù hai con người tàn độc đó tôi hy vọng con tôi sẽ nhìn thấy sẽ nghe thấy được tiếng lòng của tôi tôi thực sự rất hy vọng nước mắt lại chảy dài đời này kiếp này tôi chỉ mong con tôi có thể đầu thai ở một kiếp khác bé con được gặp người mẹ khác tốt hơn tôi có thể sống cuộc đời an nhàn không lo âu phiền muộn bất cứ điều gì cả hoặc nếu có thể xin con hãy một lần nữa về lại bên tôi để tôi có thể bù đắp những bất hạnh mà con đã phải chịu đựng nhắm hai mắt lại mà cầu khấn tôi xin ơn trên tôi xin người hít một hơi thật sâu đầy lồng ngực đôi chân tôi bước thật vững về phía trước rời xa tiếng hỗn loạn mắng chửi nhau thậm tệ bên trong căn nhà kia sau này và mãi mãi về sau tôi không bao giờ muốn gặp lại hai con ác thú kia nữa không bao giờ tôi nghe nói sau khi tôi đi mụ đào và lệ ánh đánh nhau một trận rất lâu hai người rằng co rách áo rách quần mà vẫn không có ai chịu đầu hàng cuối cùng cả hai người đều bất tỉnh nhân sự phải gọi bác sĩ đến băng bó lại cho bọn họ thật ra cũng không phải tôi rộng lượng hay lương thiện cái gì mà gọi bác sĩ đến tôi chỉ không muốn bọn họ ra đi dễ dàng như vậy phải để họ sống sống trong ám ảnh và sợ hãi chứ mất đi rồi thì còn gì mà để nói nữa chứ lệ ánh thì tôi không bàn đến cô ta còn phải trả giá về hành vi mạo danh lừa dối Nam hơn chục năm. Tôi cũng không biết Nam sẽ xử cô ta như thế nào. Tôi nghĩ cũng không dám nghĩ đến. Còn riêng mụ đào, tôi cũng không nghĩ sẽ giữ bà ta lại làm gì. Mai kia tôi sẽ cho người thả bà ta ra. Mấy ngày sống trong sợ hãi cũng đủ khiến bà ta ám ảnh đến già rồi. Còn về sau này, nên để bà ta từ từ mà cảm nhận. Trung Quy tôi cũng chỉ có thể làm cho hả dạ lòng mình chứ cũng không thể làm cho thời gian quay trở lại được thật ra thì làm ác rồi sẽ nhận hậu quả ác tôi cũng không cần làm thêm bất cứ cái gì khác ông trời có mắt chẳng ai thoát được lưới trời lồng lộng đâu không một ai cả ngày hôm sau lúc nam đến nhà vi tìm tôi tôi nhìn thấy anh với bộ dạng mệt mỏi thế nào ấy anh đón tôi đi ăn rồi bọn tôi về lại căn nhà của anh cả buổi trời anh đều không đả động gì đến chuyện của lệ ánh cả mãi khi đêm xuống bọn tôi ngồi trên ghế quý phi ngắm sao tôi mới nghe giọng anh khàn đục cất lên muối anh tìm được lệ ánh rồi tim tôi thoáng chốc đập mạnh hơn một chút giọng cũng run run hơn bình thường vậy vậy cô ấy đâu anh nam im lặng rất lâu tôi cũng không hỏi anh gì thêm nữa phải đợi một lát sau tôi mới nghe được anh cất tiếng nỉ non mất rồi tôi quay mặt lại nhìn anh ngạc nhiên vô cùng sao cơ anh anh nói sao nam buông tôi ra anh cười nhạt nụ cười đậm mùi vị chua chát anh đến muộn chưa kịp trả ơn thì em ấy Em ấy mất rồi. Tôi nhìn anh, nhìn thẳng vào mắt anh. Trong giờ phút này, tôi có thể nhìn thấy sự nuối tiếc cùng ân hận của chính bản thân anh. Có thể tôi sẽ mãi mãi không thể hiểu hết được những cảm xúc bất hạnh mà anh đã và đang gánh chịu, nhưng một phần nào đó, tôi có thể hiểu được là anh đang rất buồn, rất rất buồn. Một con người trọng tình trọng nghĩa như anh thì không có lý do gì mà không buồn chắc là anh đang tự trách bản thân mình vì sao lại đến trả ơn quá muộn nam nhìn tôi anh khẽ cười muối anh không nghĩ được là anh trong suốt chục năm vừa qua anh bảo vệ cho một người không phải là lệ ánh thực sự anh không hiểu được anh đang bị cái gì nữa cô ta là lệ sương không phải lệ ánh cô ta không phải là ân nhân cứu mạng của anh năm xưa vậy mà vậy mà anh nuôi ong tay áo bị một con nhãi xanh qua mặt bị một con nhãi lừa dối mà không biết <cười> buồn cười thật tôi mím môi im lặng không biết nói gì ngoài nắm tay an ủi anh lúc này anh lại nhìn lên tôi khóe mắt anh ửng đỏ giọng cũng nghẹn căng là anh là anh đã hại con của mình, là anh làm cho em bị tổn thương, là anh, tất cả đều do anh, tất cả là tại anh. Tôi nắm lấy tay anh thật chặt, cố gắng khuyên nhủ anh, Nam, anh không làm gì sai cả, tất cả đều xuất phát từ lòng tham của Lệ Dương, trách là trách cô ta quá ác độc, không thể nào trách anh được, anh không có tội gì hết. Nam không trả lời, anh chỉ biết cúi mặt ôm lấy tôi siết chặt tôi biết tâm trạng anh đang tệ lắm bao nhiêu chuyện dồn dập cùng một lúc chỉ nghĩ đến thôi tôi cũng thấy đau lòng cho anh rất nhiều nếu tôi là anh rất có thể tôi đã suy sụp trong ý nghĩ từ lâu rồi sẽ chẳng còn gì khốn khổ hơn khi biết mình trả ơn sai người cũng chẳng còn gì rét lạnh bằng việc biết người khác lợi dụng lòng tốt của mình để thực hiện âm mưu thâm độc của bản thân. Có lẽ Nam đang tự trách bản thân mình. Tại sao lại không nghi ngờ lệ xương? Tại sao lại để cô ta lừa dối đến tận bây giờ? Tôi ôm lấy anh, nhìn về phía trước, tôi khẽ nói. Nam, thật ra thì không ai mong muốn chuyện này xảy ra đâu. Em không muốn, anh không muốn. Lệ ánh thật, cô ấy cũng không hề muốn có thể ngày xưa khi lệ ánh giúp đỡ anh tất cả đều xuất phát từ tấm lòng lương thiện của cô ấy đến sau này khi anh lớn lên anh lại một lòng muốn trả ơn cả anh và cô ấy đều là người tốt đều có tấm lòng cao cả người đáng trách nhất là lệ sương cô ta lừa dối anh đạp lên cả sự lương thiện của lệ ánh để mà ung um dung sống trong sung sướng có trách có móc thì cũng không phải là trách anh cho nên anh 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 đừng buồn nữa Nam không trả lời Anh cứ ôm lấy tôi thật chặt Chắc có lẽ Anh cần một nơi bình yên nhiều hơn Là cần một người an ủi Bất chợt trên trời xuất hiện Một cơn gió lạnh thoáng qua Gió không quá lạnh Nhưng đủ làm cho con người ta Vì dùng mình mà tỉnh táo thật nhiều Có thể Vài ngày nữa thôi nam sẽ không còn buồn như thế này nữa tôi tin là như vậy ngày hôm sau nam đi đến trung cư tìm lệ sương chuyện tôi tìm lệ sương để trả thù nam cũng biết nhưng anh không nói cũng không hỏi tôi bất cứ chuyện gì đây cũng là biểu hiện cho sự đồng ý thầm lặng từ phía của anh nếu như là lệ ánh thì còn phải cân nhắc mức độ nặng nhẹ còn là lệ sương có ra đi cũng không ai muốn can ngăn. Sáng ngày hôm sau, sau ngày mà Nam đến tìm cô ta hỏi tội, Lệ Sương đã tự sát tại chung cư. Lúc tôi và Nam đến nơi, thi thể cô ta đã lạnh ngắt nằm bất động ở một chỗ. Thi thể nằm úp, cô ta mặc một chiếc váy màu đỏ tươi. Bất giác, khi nhìn thấy thi thể của Lệ Sương nằm trên đất, tôi lắc người dùng mình đến hơn chục lần tôi không phải sợ do mình làm gì sai với cô ta mà sợ cô ta chết sẽ về đòi mạng cái tôi sợ là sợ chiếc váy đỏ mà cô ta mặc khi ra đi nó khiến tôi cảm thấy lạnh toát cả sống lưng chật chập vài cái đúng là đến cuối cuộc đời vẫn thâm độc rõ ràng lệ xương muốn để lại ám ảnh cho bọn tôi từ cái tự kết liễu cuộc đời mình của cô ta mất rồi mà vẫn muốn mặc chiếc váy màu đỏ thâm như thế này thì chỉ có duy nhất một mình lệ xương lệ xương không còn tôi và nam không cảm thấy sửng sốt chút nào cả hoặc thậm chí nam đã dự đoán trước được là cô ta sẽ làm như thế người đắc tội với lão trùm như cô ta nếu không tự sát thì cũng bị phanh thây thành nhiều mảnh thực ra lệ xương là em gái sống cùng với lệ ánh trong cô nhi viện chuyện năm đó lệ ánh cứu nam Cô ấy đã kể hết cho Lệ Sương nghe, nên cô ta mới có thể biết rõ tường tận chuyện năm đó của Nam như vậy. Có thể ban đầu, Lệ Sương cũng không nghĩ gì nhiều đến chuyện của Nam và Lệ Ánh năm đó. Nhưng do lòng tham vô độ, nên mới dẫn đến những chuyện rắc rối oái oan như ngày hôm nay. Lệ Ánh là cô Nhi. Cô ấy sau khi học hết cấp 3 thì dọn ra ngoài ở riêng, vừa đi làm kiếm tiền, vừa hoạt động trong nhóm thanh niên từ thiện. Cô ấy mắc bệnh tim bẩm sinh, sức khỏe lúc nào cũng yếu. Cũng vì sức khỏe yếu ớt nên còn nhỏ mới hay nhập viện, mà cũng vì vậy mới gặp được Nam và cứu Nam. Đến năm 21 tuổi thì cô ấy lên cơn đau tim và qua đời ở bệnh viện. Người biết cô ấy chết duy nhất chỉ có một mình Lệ Sương. Tôi nghe Nam nói, nếu Lệ Ánh không lưu tên Lệ Sương là em gái thì bác sĩ đã không liên lạc cho cô ta, cũng sẽ không có chuyện đáng tiếc sau này xảy ra. Còn về Lệ Sương, sau khi rời khỏi cô nhi viện thì chọn cách nghề làm gái quán ba. Mụ Hiền được coi là người mai mối cho cô ta vào nghề. Mãi sau này khi đã là Lệ Ánh, cô ta mới đón mụ Hiền đến ở chung. Một thời gian sau đó, Lệ Sương đắc tội với lão Trùm, nghe nam kể là hình như cô ta trộm tiền buôn bán thuốc lậu của đàn em lão trùm cho nên bị truy sát thời gian đó cũng là thời gian mà lệ ánh qua đời lệ sương tuy xấu nhưng suy cho cùng cũng là người yêu thương lệ ánh cô ta trong lúc đang trốn truy sát vẫn có lòng tốt mai táng và gửi cho cốt của lệ ánh vào chùa vì cô ta là gái giang hồ nên với thông tin nam đang tìm lệ ánh cô ta rất nhanh chóng biết được Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, lệ ánh thật đã không còn nữa, còn cô ta thì đang bị lão trùng truy sát. Trong một thời gian ngắn suy nghĩ, Lệ Sương liền quyết tâm trở thành Lệ Ánh để được sống an nhàn cả đời. Nam tìm Lệ Ánh, nhưng đến cái tên thật của cô anh cũng không biết, chỉ biết bác sĩ gọi cô là Mi, cũng vì thông tin và sự hiểu biết của anh về Lệ Ánh quá ít nên mới sinh ra thuận lợi cho Lệ Sương đóng vai Lệ Ánh để lừa anh. Lệ Sương sau khi quyết tâm trở thành Lệ Ánh thì tìm cách trốn sang Thái rồi nhờ sự giúp đỡ của bạn bè để tìm đến trung tâm thẩm mỹ của bác sĩ Crow. Sau khi phẫu thuật gương mặt giống y như Lệ Ánh, cô ta quay trở lại Việt Nam, thay đổi cách ăn mặc và tính tình để hòa nhập vào vai Lệ Ánh Tất cả những giấy tờ tùy thân của Lệ Ánh, cô ta cũng dễ dàng có được. Ngay cả mấy nhà hàng xóm bên cạnh cũng không nghi ngờ gì và đinh ninh cô ta chính là Lệ Ánh thật 100%. Còn lý do vì sao không tìm được hồ sơ phẫu thuật của Lệ Sương thì phải kể đến kỹ năng quyến rũ đàn ông của cô ta. Chính nhờ kỹ năng trời phú mà bác sĩ Crow tình nguyện hủy hồ sơ bệnh án của cô ta vô điều kiện. Vì không tìm được hồ sơ thẩm mỹ nên chồng của Vi lúc đó cho người điều tra cũng không tìm được cái gì cả. Sau khi về bên cạnh Nam, lệ xương ung dung huy hoàng đóng vai lệ ánh, được Nam chăm sóc bảo vệ hơn chục năm qua. Thật ra nếu cô ta không quá tham lam và độc ác thì có lẽ bây giờ cũng không có cái kết thê thảm đến như vậy. Ồ, oh, tất cả cũng là do cô ta tự làm thì tự chịu. Tôi khẽ thở dài, rồi liếc mắt nhìn sang Nam. Trên mặt anh, không có chút cảm xúc gì gọi là thương tiếc. Việc lệ ánh nhảy lầu, chắc cũng nằm trong tất cả suy tính của anh. Hoặc có khi, chính anh cũng muốn cô ta phải ra đi. Với hoàn cảnh của lệ xương hiện tại, không tự sát, thì trước sau gì cũng thành mồi cho cá mập. Mụ hiền sau khi nghe tin tanh tanh hôi hôi, liền ôm tiền của lệ xương ăn cắp của lão trùm bỏ trốn. Kết quả cũng bị Nam bắt lại rồi trao trả cho người của lão trùm. Nghe nói mụ ta cũng đã mất rồi. Một người không liên quan gì như mụ hiền mà cũng bị xử một cách tàn nhẫn thì đừng nói là lệ ánh, kẻ cắp tiền của tổ chức mafia. Nam nhìn xác lệ xương một lát, cũng nhanh chóng liếc mắt rồi nắm lấy tay tôi quay lưng rời đi. Chuyện lệ xương nhảy lầu Giao lại cho đàn em của anh giải quyết là xong Mấy chiếc xe cảnh sát nối đuôi nhau chạy vào trong sảnh Lúc này thì Nam và tôi đã bước đến trước xe Nam bước vào trước Tôi bước theo sau Vào trong xe Tôi bất giác nhìn thấy anh thở dài ra một hơi Biểu cảm trên gương mặt anh rất thong dong, Không có một chút gì lo lắng Hay là nặng nề khó chịu cũng có lẽ ngay thời điểm lệ xương tự vẫn, mọi giận dữ oán hận trong lòng anh cũng như vơi đi hết thầy. Ngay cả tôi, dù có hận cô ta bao nhiêu, thì cũng coi như hết kể từ khi nhìn thấy thi thể của cô ta nằm dưới đất. Có ai oán hận một người đã không còn sống bao giờ đâu. Tôi thở ra một hơi, nắm lấy tay Nam siết thật chặt. Tôi khẽ nói, Nam, Nam nhìn tôi, Môi anh khẽ nở nụ cười thật dịu dàng. "Không sao, mọi chuyện đều qua rồi." Tôi nhìn anh, nhìn nụ cười trên môi anh, bất giác cũng khiến tôi nở nụ cười. "Đúng vậy, mọi chuyện đều đã qua rồi. Sau này với chúng tôi sẽ là một tương lai hoàn toàn mới." Lúc xe của anh chạy ngang qua nơi Lệ Xương đang nằm, mặc dù tôi không nói ra miệng, nhưng trong lòng cũng thầm thừa nhận rằng tôi không muốn hận lệ sương nữa tôi không muốn hận nữa lệ sương xem như tôi và cô kết thúc ẩn oán một ngày đẹp trời của hai năm về sau sau khi từ khu mộ chôn cất lệ ánh bước ra tôi suy nghĩ vu vơ rồi lại quay sang nam đang đi bên cạnh tôi cười hỏi nam nếu như lệ ánh đúng thật là lệ ánh thì anh anh có yêu cô ấy không nam nhìn tôi chân mày anh hơi cau lại véo mũi tôi một cái rồi mới trả lời anh nghĩ là không tôi chu môi lắc đầu anh nói cho em yên lòng à nam ôm lấy eo tôi anh dìu tôi đi từng bước một giọng anh cũng dịu dàng hơn hẳn anh cần gì phải nói để em yên lòng anh nói thật mà dừng một chút anh lại ung um dung nói tiếp Thật ra thì anh nghĩ tính cách của Lệ Sương khi đóng vai Lệ Ánh rất là tốt. Dịu dàng, hiền lành, trong sáng, lương thiện. Đó cũng là tính cách thật của Lệ Ánh. Anh nghĩ là như vậy. Vậy thì sao? Nam lại véo mũi tôi một cái nữa. Anh cúi đầu hôn lên cái bụng to tròn hơn 6 tháng của tôi, nói yêu. Một cô gái như vậy anh còn không yêu được. Vậy thì có là lệ ánh thật anh cũng không thể yêu. Này này này, bé cưng, mẹ con lại ghen lung tung rồi kia kìa. Con có nghe thấy không? Con có nghe thấy không hả? Bốc, bụng tôi vô thức nhúc nhích vài cái, khiến cho Nam thích thú vô cùng. Anh nửa ngồi, nửa đứng, vừa cười, vừa nói rôm giả với cái bụng của tôi. Mặt mày tươi giói như hoa nở mùa xuân. Thật ra, tôi chỉ nghĩ linh tinh rồi hỏi thế thôi chứ tôi luôn tin vào nhân phẩm và tình yêu của nam trải qua biết bao nhiêu sóng gió biết bao nhiêu cay đắng tôi không tin anh thì tin ai được bây giờ tôi vô thức nhìn lên trời cao bầu trời hôm nay trong xanh đầy nắng bất giác tôi lại cười nói cho một mình nam nghe anh anh có công nhận là trên đời này có một nghề mang tên là nghề làm vợ không nam đứng thẳng dậy anh vừa ôm lấy bụng tôi vừa nhìn tôi cười dịu dàng ừ nghề làm vợ giống như ngày trước anh thuê em làm vợ anh ấy hả tôi gật gật đầu rồi khẽ cười tủm tỉm rõ ràng như thế mà nam bật cười anh ôm lấy tôi hôn lên trán tôi anh nói nhỏ chỉ một mình tôi nghe được ừ cảm ơn em cảm ơn em đã đồng ý ký vào hợp đồng đó thực sự cảm ơn em rất nhiều anh yêu em yêu con yêu hai mẹ con thật nhiều tôi nhìn anh cười đầy hạnh phúc dưới nắng vàng anh sóng bước cùng tôi đi trên con đường lát đá thật chậm không ai biết được tương lai như thế nào cả nhưng nếu hiện tại đang hạnh phúc thì nên nắm bắt và giữ lấy thật chặt cuộc đời mà có bao nhiêu đâu mà đắn đo cơ chứ phải không